Dạ, thưa con Huệ Ngọc, con thành kính đảnh lễ Thượng tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức. Dạ, con kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ. Dạ, kính chào tất cả quý đạo hữu. Dạ, hôm nay là ngày thứ ba, năm Tây Tháng Giêng. Năm Tây Tháng Giêng dương lịch năm 2021, cũng là nhằm ngày 23 tháng 11 âm lịch năm Canh Tý. Nghi thức truyền thọ giới Pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Dạ, con kính mời quý Phật tử Nam Mô Thọ Bát xin chuẩn bị để cùng con tắc bạch xin giới. Nam Mô Bích Tha. Dạ, thay mặt quý Phật tử, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Uka sa mayang phan te ti sa ra ne na sa ha a thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma du ti yam bi mayang phan te ti sa ra ne na sa ha a thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma ta ti yam bi mayang phan te ti sát ra ne na sa ha a thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma. Ngưỡng bạch Chư Tôn Đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Kính mong quý Ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh viên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh viên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh tri. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Buddhang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật. Buddhang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy Phật. Dhammang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy y Pháp. Dhammang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy Pháp. Sanghang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy y Tăng. Sanghang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy Tăng. Dutiyambi Buddhang saranam gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Phật. Dutiyambi Buddhang saranam gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy Phật. Dutiyambi Dhammang saranam gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tutiyambi thammang saranang gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy Phật. Tutiyambi sanghang saranang gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y tăng. Tutiyambi sanghang saranang gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy tăng. Tatiyambi buddhang saranang gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy y Phật. Tatiyambi buddhang saranang gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyambi dhammang saranang gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy y Pháp. Tatiyambi dhammang saranang gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy Pháp. Tatiyambi sanghang saranang gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy y tăng. Tatiyambi sanghang saranang gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy tăng. Ba na ti ba ta về ramani sẽ khá ba đằng sama diyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Ba na ti ba ta về ramani sẽ khá ba đằng sama diyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinna dana về ramani sẽ khá ba đăng sama diyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Adinna dana về ramani sẽ khá ba đăng sama diyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Abrahmacharya về ramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Abrahmacharya về ramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Musa Wada về ramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Musa Wada về ramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Sura me raya machappa ma da tha na ve ramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Sura me raya machappa ma da tha na ve ramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Vikalapho sana ve ramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Vikalapo chana ve chamani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Natcha hi tat va di tat ni su ka da sa na ma la gan tha vi đề ba sa tha ra na man da na vi phu sa na tha na ve ramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch,
thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Nacha gita wa dita wisu kadasana mala gan tawi le panatha chana man dana wifu sanatana we chamani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Ucca sena maha sayana ve ramani sikha badang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ucca sayana maha sayana ve ramani sikha badang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Imang athang gassamman nagatang buddhapan nyatang upo sathang imang chatiwasang sammadewa afirakitum sammadiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani atha sikha padani uposasi valasena iman jaratan iman jadivasang sathukang katva apmamadena sammarakitappang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên với vui. À ma phan tê, chúng con xin thành kính phụng hành. Si la na su ga tan yan ti, si la na phu u ga sam ba ra, si la na ni po tan yan ti, ta sam ha si la ngu so tha ye. Người giữ giới hằng được phú túc mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Sa thu sa thu lành thai, Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm bọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bào đức lành từ dung. Bà quá tu sắp mà mang ngã lặng ra khăn tu sắp về đây quá ta sắp mà bút đa nụ phá quê nà xa nà so thị phong quanh trụ tê. Bà quá tu sắp mà mang ngã lặng ra khăn tu sắp về đây quá ta sắp mà hàm mà nụ phá quê nà xa nà so thị phong quanh trụ tê. Bà quá tu sắp mà mang ngã lặng ra khăn tu sắp về đây quá ta sắp mà sang khá nụ phá quê nà xa nà so thị phong quanh trụ tê.
tất cả phước báo ăn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường đến người, cầu xin do quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai, lành thai. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền Bát Quan Trai Giới cho hàng Phật tử chúng con. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Tri, Sư Nguyên Thông cùng chư tôn đức và sa thú. Kính cảm ơn cô Nhược Quỳnh và kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con xin, con Nhật Huỳnh xin điện khuyết cô Nguyên Sưng. Dạ, cảm ơn Hoa Nguyệt cho Nhật Huỳnh tiếp được tín hiệu. Dạ, con tri ân sư cho con biết được tín hiệu. Cảm ơn đạo tràng. Hôm nay thứ ba ngày 5 tháng 1 năm 2021, Phật lịch 2564, bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Minh Châu, phân đoạn chú thích tỳ kheo Giác Đẳng 85, Kinh Bồ Đề Vương Tử Bodhira Chakkuma Rasutta tiếp theo, phân đoạn 411 đến 415 sẽ được Thượng Tọa Thệ Quyền giảng giải. Chúng con dạ, cho phép con coi Ngài Tỳ Siêu đã vào đạo tràng chưa? Dạ, con chưa thấy Ngài Tỳ Siêu vào đạo tràng. Dạ, chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính nhân mít đến sư ạ. Một thời gian kinh lên đây chi tôn đức chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, bài kinh Bồ Đề Như Vương Tử chúng ta đã học phần nữa ở trong ngày thứ bảy vừa qua, và qua đó là Vương Tử Bồ Đề hay là Vương Tử Bồ Đề đã cung thỉnh Đức Phật đến cái dinh thự mới của mình trong một cái lễ thân gia, và Vương Tử đã trải một tấm vải trắng để mong rằng Đức Phật bước lên trên đó, và nhờ vậy thì Vương Tử sẽ sanh con được bởi vì nàng hiếm muộn. Nhưng mà rồi Đức Phật đã từng này không bước lên tấm vải trắng đó. Nhưng mà điều mà chúng ta đã học là Vương Tử đã trình bày cái niềm tin của mình là mình muốn đạt đến thì an lạc thì phải chịu khổ. Đây là cái niềm tin căn bản. Dạ, con thỉnh sư tâm mít trả lời bạch sư.
cho quý vị có nghe chúng tôi nói không? Dạ. Thưa quý vị thì hôm nay chúng ta sẽ học phần của bài này. Và với phần sau này thì chúng ta cũng sẽ nghe Đức Phật Ngài giảng về cái con đường trung đạo mà Ngài đã tu tập ra sao. Rồi bên cạnh đó, chúng ta đã nghe một đoạn chủng tương rất là thú vị về sự quy y tam bảo của phương trượng Bồ Tát, một hình thức tương đối nó phổ thông cho đến ngày hôm nay. Bây giờ mời quý Phật tử Quảng Hỷ đọc cho phần chánh kinh, sau đó thì chúng tôi sẽ trở lại với bài giảng. Hôm nay thì nghe nói thì tôi tuyên quyền gặp trục trặc kỹ thuật không có vào rung được, thì nếu thì tôi tuyên quyền không vào rung được thì chúng tôi sẽ đến quyền. Dạ, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, dạ cảm ơn Hoàng Nguyệt. Dạ, con xin phép được đọc phần chánh kinh. Bài học hôm nay, bài 85, Kinh Bồ Đề Vương Tử Bồ Thí Ra Chắc Cúc Ma Ra Xuất Tác. Tiếp theo phần đoạn 411 đến 415. Tên kinh này, kinh lấy theo tên của một vương tử tên Bồ Thí Bồ Đề, nhân vật chính trong bài kinh. Vương tử Bồ Thí khánh thành lần đầu của mình với việc cung thỉnh Đức Phật và chư tăng đến cúng dường trọng thể. Trong dịp này, vị hoàng tử đã trình bày ý nghĩa về khổ và lạc theo sự hiểu của mình. Đức Phật muốn nhân đó kể về hành trình tu tập của Ngài, mà qua đó một phần in cái nhìn khổ và lạc, nhưng cuối cùng sự giác ngộ dựa trên con đường trung đạo. Một điều khó lãnh hội ngay cả với người có tâm cầu đạo vô thượng. Vương tử Bồ Thí là hoàng tử con của Ú Đê Ná của nước Cô Sâm Bi. Vài chi tiết liên quan tới vị này được tìm thấy trong kinh tạng và lục tạng. Sự quy y tam bảo của vương tử cũng là điều thú vị xảy ra từ đời, từ thời Đức Thế Tôn tại thế và hôm nay. Bài học 411, con đường trung đạo. Khi nhận ra sự vô ích của khổ hạnh, bỗng nhiên Đức Bồ Tát nhớ lại kinh nghiệm khi còn tấm bé. Ngài đã thể nhập tam muội định tuy ở trạng thái sơ thiền, nhưng mở ra một cánh cửa của tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Kinh văn: Này vương tử, rồi ta suy nghĩ như sau. Thuở xưa có những sa môn hay bà la môn thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt. Những sự đau khổ này là tối thượng, không có thể có gì hơn. Về tương lai, có những sa môn hay bà la môn thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt. Những sự đau khổ này là tối thượng, không thể có gì hơn nữa. Trong hiện tại, có những sa môn hay bà la môn thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt. Những sự đau khổ này là tối thượng, không thể có gì hơn nữa. Nhưng ta với sự khổ hạnh khốc liệt như thế này vẫn không chứng được pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh, hay là có đạo lộ nào khác đưa đến giác ngộ. Này vương tử, rồi ta suy nghĩ như sao? Ta biết trong khi phụ thân ta thuộc dòng sách cá Thích Ca đang cài, và ta đang ngồi dưới bóng mát cây diêm phù trầm bú, ta ly dục đi pháp bất thiện chứng và trú thiền thứ nhất là một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Khi an trú như vậy, ta nghĩ
đạo lộ này có thể đưa đến giác ngộ chăng? Và này Vương tử, tiếp theo ý niệm ấy, ý thức này khởi lên nơi ta. Đây là đạo lộ đưa đến giác ngộ. Này Vương tử, rồi ta suy nghĩ, ta có sợ chăng lạc thọ này, một lạc thọ ly dục, ly pháp bất thiện? Này Vương tử, rồi ta nghĩ, ta không sợ lạc thọ này, một lạc thọ ly dục, ly pháp bất thiện. Này Vương tử, ta suy nghĩ, nay thật không dễ gì chứng đạt lạc thọ ấy với thân thể ốm yếu kinh khủng như thế này. Ta hãy ăn thô thực, ăn cơm chua. Rồi này Vương tử, ta ăn thô thực, ăn cơm chua. Này Vương tử, lúc bây giờ, năm tỳ kheo đang hầu hạ ta suy nghĩ. Khi nào Sa môn Gotama chứng pháp, vị ấy sẽ nói cho chúng ta biết. Này Vương tử, khi thấy ta ăn thô thực, ăn cơm chua, các vị ấy chán ghét ta, bỏ đi và nói, Sa môn Gotama này sống đầy đủ vật chất, từ bỏ tinh tấn trở lui về đời sống sung túc. Và này Vương tử, sau khi ăn thô thực và được sức lực trở lại, ta ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Này Vương tử, như vậy lạc Phật khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Diệt tâm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Này Vương tử, như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta. Được. Này Vương tử, lạc thọ khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ, mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Này Vương tử, như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu và cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này Vương tử, như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Mẹ đang đọc kinh, mẹ bài con nha. Xả lạc, xả khổ, diệt hữu ưu và cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này Vương tử, như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, ta dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng minh. Ta nhớ đến các đời sập quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hải kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Ta nhớ rằng tại chỗ kia ta có tên như thế này, chồng họ như thế này, giai cấp như thế này, họ khổ lạc như thế này, tuổi thọ thức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ, tại chỗ ấy ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Như vậy ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Này Vương tử, đó là minh thứ nhất ta đã chứng được trong đêm canh một. Vô minh diệt, minh sanh, ám diệt, ánh sáng sanh. Do ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, ta dẫn tâm, hướng tâm đến trí tuệ về sinh tử của chúng sanh.
ta với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống và chết của chúng sanh. Ta biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng sanh làm những ác hạnh về thân và lời và ý, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, lời và ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những vị này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiện thú cõi trời trên đời này. Như vậy, ta với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân thấy sự sống chết của chúng sanh. Ta biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Này vương tử, đó là minh thứ hai ta đã chứng được trong đêm canh giữa. Vô minh diệt, minh sanh, ám diệt, ánh sáng sanh, do ta sống không không vật, nhiệt tâm tích cả. Dạ, con xin sám hối với đạo tràng. Với tâm bình tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không có nhiễm, không phiền não, nhu nghiến, dễ sử dụng. Vững chắc, bình tĩnh như vậy, ta dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí. Ta biết như thật, đây là khổ. Biết như thật, đây là nguyên nhân của khổ. Biết như thật, đây là sự diệt khổ. Biết như thật, đây là con đường đưa đến diệt khổ. Biết như thật, đây là những lậu hoặc. Biết như thật, đây là nguyên nhân của lậu hoặc. Biết như thật, đây là sự diệt trừ và các lậu hoặc. Biết như thật, đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc. Nhờ biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của ta thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, ta khởi lên sự hiểu biết. Ta đã giải thoát, ta đã biết sanh đã diệt, hoàn hành đã thành, việc cần làm đã làm. Sau đời hiện tại, không có đời sống nào khác nữa. Này vương tử, đó là minh thứ ba mà ta đã chứng được trong canh cuối. Vô minh diệt, minh sanh, ám diệt, ánh sáng sanh, do ta sống không phân vật, nhiệt tâm tinh cần. 412. Cực đoan vốn là khuynh hướng cố hữu của chúng sanh. Chúng sanh vốn thiên về hai thứ, cực đoan và chấp thủ. Pháp mà Đức Thế Tôn kiến ngộ là con đường trung đạo, không thuộc cả hai cực đoan. Hơn thế nữa là hành trình của sự không chấp thủ, một điều khó chấp nhận với hầu hết chúng sanh ở đời. Rồi này vương tử, ta suy nghĩ như sau. Pháp này do ta chứng được thật là sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch, cao thượng, siêu lý luận, vi diệu, chỉ người trí mới hiểu thấu. Còn quần chúng này thì ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục. Đối với quần chúng ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục, thật khó mà thấy được định lý. Y Đa Bách Cha Giá Tá. Ba tích chắc, sa mức ba đá, y tánh duyên khởi sanh. Dạ, con sai rồi, con xin đọc lại. Y tánh duyên khởi pháp, sự kiện này thật khó thấy, tức là sự tịnh trị tất cả hành, sự trừ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly tham, đoạn diệt, niết bàn. Nếu nay ta thuyết pháp mà các ngươi khác không hiểu ta, con sai nữa rồi. Nếu nay ta thuyết pháp mà các người khác không hiểu ta, thời như vậy thật khổ não cho ta, như vậy thật bực mình cho ta. Này vương tử, rồi những kệ bất khả tư nghì từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi ta.
Sao ta nói chánh pháp được chứng ngộ khó khăn, những ai còn tham sân khó chứng ngộ này. Đi ngược dòng tham diệu, họ thấy thật tế nhị. Kẻ ái nhiễm vô minh, không thấy được pháp này. Rồi này vương tử, những suy tư như vậy, tâm của ta hướng về vô vi thụ động, không muốn thuyết pháp. Này vương tử, lúc bấy giờ Phạm Thiên Sa Hâm Bát Tí, khi biết được tâm tư của ta với tâm tư của mình đều suy nghĩ, than ôi, thế giới sẽ tiêu diệt, thế giới sẽ bị hoại dâm. Nếu tâm của Như Lai bậc A-La-Hán chánh đẳng giác hướng về vô vi thụ động, không muốn thuyết pháp. Rồi này vương tử Phạm Thiên Sa Hâm Bát Tí, như một nhà lực sĩ duỗi cánh tay đang co, hai co cánh tay đang duỗi, cũng vậy, vị ấy biến mất từ thế giới Phạm Thiên và hiện ra trước mặt ta. Này vương tử, rồi Phạm Thiên Sa Hâm Bát Tí đắp thượng y một bên vai, chắp tay hướng vái ta và bạch với ta. Bạch Thế Tôn, hãy thuyết pháp. Bạch Thiện Thệ, hãy thuyết pháp. Có những chúng sanh ít nhiễm bụi trần sẽ bị nguy hại nếu không được nghe chánh pháp. Nếu được nghe những vị này, có thể thâm hiểu chánh pháp. Này vương tử, Phạm Thiên Sa Hâm Bát Tí nói như vậy, sau khi nói như vậy lại nói thêm như sau. Xưa tại Magadha hiện ra pháp bất tịnh, pháp do tâm cấu uế, do suy tư tác thành, hãy mở tung mở rộng cánh cửa bất tử này. Hãy để họ nghe pháp bậc thanh tịnh chứng ngộ. Như đứng trên tảng đá trên đỉnh núi tộc cao, có người đứng nhìn xuống. Đám chúng sanh quay quần cũng vậy, ôi thiền thề, bậc biến nhãn cùng khắp, leo lên ngôi lâu đài xây dựng bằng chánh pháp. Bậc thoát ly sầu muộn, nhìn xuống đám quần sanh bị sầu khổ áp bức, bị sanh già chi phối, đứng lên vị anh hùng, bậc chiến thắng chiến trường, vị trưởng đoàn lữ khách, bậc thoát ly nợ nần, hãy đi khắp thế giới, bậc Thế Tôn chánh giác, hãy thuyết vi diệu pháp. Người nghe sẽ thâm hiểu. Này vương tử, sau khi biết được lời Phạm Thiên yêu cầu, vì lòng từ bi đối với chúng sanh, với Phật nhãn ta nhìn quanh thế giới. Này vương tử, với Phật nhãn ta thấy có hàng chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm bụi đời, có hạng lợi căn, động căn, có hạng thiện tánh, ác tánh, có hạng dễ dại, khó dại, và một số ít thấy sự nguy hiểm phải tái sanh thế giới khác và sự nguy hiểm làm những hành động lỗi lầm. Như trong hồ sen xanh, hồ sen hồng hay hồ sen trắng, có một số hoa sen xanh, sen hồng, sen trắng, xanh ra lớn lên dưới nước, không vượt lên khỏi mặt nước, được nuôi dưỡng dưới nước. Có một hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng, xanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, sóng vươn lên tới mặt nước. Có một sổ hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng, xanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, vươn lên khỏi mặt nước, không bị nước đẫm ướt. Cũng vậy, này vương tử, với Phật nhãn ta thấy có hạng chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm bụi đời, có hạng lợi căn, độn căn, có hạng thiện tánh, ác tánh, có hạng dễ dại, khó dại, và một số ít thấy sự phải tái sanh thế giới khác và sự nguy hiểm làm những hành động lỗi lầm. Và này vương tử, ta nói lên bài kệ sau đây với Phạm Thiên Sa Hâm Bát Tí. Cửa bất tử mở rộng cho những ai chịu nghe, hãy từ bỏ tính tâm không chính xác của mình, tự nghĩ đến phiền toái,
ta đã không muốn giảng tối thượng vi diệu pháp giữa chúng sanh loài người. Ôi Phạm Thiên, này Vương Tử, rồi Phạm Thiên Sahambati tự nghĩ, ta đã tạo cơ hội cho Thế Tôn thuyết pháp, đảnh lễ ta, thân phía hữu hướng về ta, rồi biến mất tại chỗ. 4.14. Góc cạnh khác biệt trong cái nhìn giữa trời và Phật. Đức Thế Tôn hoàn toàn đúng khi Ngài quán chiếu sự thẩm thâm của giáo pháp so với căn tánh nặng thiên chấp của chúng sanh khi Ngài vừa giác ngộ. Phạm Thiên Sahambati cũng hiểu điều đó, nhưng cũng tin là giáo pháp một khi được tuyên thuyết cũng mang lại ít nhiều sự lãnh hội của chúng sanh trong đời. Không ai có thể quán triệt các pháp như Đức Phật, nhưng cũng có nhiều người giác ngộ giải thoát. Người đầu tiên được nghe một ít về giáo pháp Uvaka không hiểu ngộ liền mà phải đợi nhiều năm sau. Xin sám hối với đạo tràng. Vân vân, nhóm năm thầy Côn Đanh Nhá đầu không chấp nhận con đường trung đạo, nhưng với sự kiên nhẫn của bậc đạo sư, cả năm thầy cuối cùng hoàn toàn giác ngộ. Kinh văn: Này Vương Tử, rồi ta thử suy nghĩ, ta sẽ thuyết pháp cho ai đầu tiên, ai sẽ mau hiểu chánh pháp này? Này Vương Tử, rồi ta tự nghĩ, nay có Alara Kalama là bậc trí thức đa văn sáng suốt đã từ lâu sống ít nhiễm bụi đời. Ta đã thuyết pháp đầu tiên cho Alara Kalama, vị này sẽ mau hiểu chánh pháp này. Này Vương Tử, rồi chư thiên đến ta và nói như sau: Bạch Thế Tôn, Alaraka-lama đã mệnh trung 7 ngày rồi. Rồi tri kiến khởi lên nơi ta. Alaraka-lama đã mệnh trung 7 ngày rồi. Này Vương Tử, ta nghĩ thật là một thiệt hại lớn cho Alaraka-lama. Nếu nghe pháp này, Alaraka-lama sẽ mau thâm hiểu. Rồi này Vương Tử, ta lại nghĩ ta sẽ thuyết pháp cho ai đầu tiên, ai sẽ mau hiểu chánh pháp này? Rồi này Vương Tử, ta lại nghĩ, nay có Uttaka Ramabuddha là bậc tri thức đa văn sáng suốt đã lâu sống ít nhiễm bụi đời. Ta sẽ thuyết pháp đầu tiên cho Uttaka Ramabuddha, vị này sẽ mau hiểu chánh pháp này. Rồi chư thiên đến ta và nói như sau: Bạch Thế Tôn, Uddaka Ramabuddha đã mệnh chung ngày hôm qua. Rồi tri kiến khởi lên nơi ta. Uddaka Ramabuddha đã mệnh chung hôm qua. Này Vương Tử, ta nghĩ thật là một thiệt hại lớn cho Uddaka Ramabuddha. Nếu nghe pháp này, Uddaka Ramabuddha sẽ mau thâm hiểu. Này Vương Tử, rồi ta suy nghĩ, ta sẽ thuyết pháp cho ai đầu tiên, ai sẽ mau hiểu chánh pháp này? Rồi này Vương Tử, ta lại nghĩ, nhóm năm tỷ kheo này đã hậu hạ ta, khi ta còn nỗ lực tinh cần, nhóm ấy thật giúp ích nhiều. Vậy ta hãy thuyết pháp đầu tiên cho nhóm năm tỷ kheo. Rồi này Vương Tử, ta lại nghĩ, nay nhóm năm tỷ kheo ở tại đâu? Này Vương Tử, với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, ta thấy nhóm năm tỷ kheo hiện ở Varanasi, Ba La Nại, tại Isabatana, vườn Lộc Uyển. Rồi này Vương Tử, sau khi ở tại Uruguay,
lâu cho đến khi mạng ý ta lên đường đi đến Varanasi. Này vương tử, một tà mạng ngoại đạo tên Upaka đã thấy ta khi ta còn đi đến con đường giữa Gaya và cây Bồ Đề. Sau khi thấy vị ấy nói với ta, các căn của hiền giả thật sáng suốt, gia sắc của hiền giả thật thanh tịnh, thật thanh khiết. Này hiền giả, vì mục đích gì hiền giả xuất gia? Ai là bậc đạo sư của hiền giả? Hiền giả hoan hỷ thọ trì pháp của ai? Này vương tử, khi nghe nói vậy, ta nói với tà mạng đạo Upaka bài kệ như sau: ta bậc thắng tất cả, ta bậc nhất thiết trí, hết thảy pháp không nhiễm, hết thảy pháp xả ly, ta sống chân giải thoát, đoạn tận mọi khắc ái. Như vậy ta tự giác, còn phải y chỉ ai? Ta không có đạo sư, bậc như ta không có giữa thế giới nhân thiên. Không ai có, không có ai bằng ta, bậc ứng cúng trên đời, bậc đạo sư vô thượng, tự mình chánh đẳng giác. Ta an tịnh thanh thoát, để chuyển bánh xe pháp, ta đến thành Ca Xí. Dẫn lên trống bất tử, trong thế giới mù lòa. Như hiền giả đã tự xưng, hiền giả xứng đáng bậc chiến thắng vô tận. Ba bậc thắng giả, những ai chứng đạo tầng, ác pháp ta nhiếp phục, do vậy ta vô địch. Này Upaka, này vương tử, sau khi được nói vậy, tà mạng người ngoại đạo Upaka nói với ta: này hiền giả, mong rằng sự việc là như vậy. Nói xong, Upaka lắc đầu rồi đi theo một ngã. Này vương tử, rồi ta tuần tự đi đến Varanasi, Isipatana, vườn lộc uyển, đi đến chỗ nhóm năm tỳ kheo ở. Này vương tử, nhóm năm tỳ kheo ấy, nhóm năm tỳ kheo khi thấy ta từ xa đi đến đã cùng nhau thỏa thuận như sau: này các hiền giả, nay Sa môn Gotama đang đi đến. Vị này sống trong sự sung túc, đã từ bỏ tinh cần, đã trở lui đời sống đầy đủ vật chất. Chúng ta chớ có đảnh lệ, chớ có đứng dậy, chớ có lấy y bát. Hãy đặt một chỗ ngồi, và nếu vị ấy muốn, vị ấy sẽ ngồi. Này vương tử, nhưng khi ta đi đến gần, năm tỳ kheo ấy không thể giữ đúng điều đã thỏa thuận với nhau. Có người đến đón ta và cầm lấy y bát, có người sắp đặt chỗ ngồi, có người đem nước rửa chân đến. Nhưng các vị ấy gọi ta bằng tên với danh từ hiền giả Abuso. Này vương tử, khi ta nghe nói vậy, ta nói với nhóm năm tỳ kheo: này các tỳ kheo, chớ có gọi ta bằng tên và dùng danh từ hiền giả. Này các tỳ kheo, Như Lai là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Hãy lắng tai, pháp bất tử đã chứng được. Ta giảng dạy, ta thuyết pháp, sống đúng theo lời khuyến giáo. Các ông không bao lâu sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt ngay trong hiện tại mục đích vô thượng của phạm hành, mà các thiện nam tử chân cảnh xuất gia, từ bỏ gia đình, sẵn không gia đình, các ông sẽ an trú. Này vương tử, khi nghe nói vậy, nhóm năm tỳ kheo nói với ta: hiền giả Gotama, với nếp sống này, với đạo tu này, với khổ hạnh này, hiền giả đã không chứng được pháp siêu nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh. Thì này, làm sao hiền giả với nếp sống sung túc, với sự từ bỏ tinh cần, với sự trở lui đời sống vật chất đầy đủ, lại có thể chứng được pháp siêu nhân, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh? Này vương tử, khi nghe nói vậy, ta nói với nhóm năm tỳ kheo:
Này các thiết kheo, Như Lai không sống sung túc, từ bỏ tinh thần, không trở lui đời sống vật chất đầy đủ. Này các thiết kheo, Như Lai là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Này các thiết kheo, hãy lắng tai, pháp bất tử đã chứng được, ta giảng dạy, ta thuyết pháp, sống đúng theo lời khuyến giáo các ông không bao lâu, sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt ngay trong hiện tại mục đích vô thượng của phạm hạnh, mà cả thiện nam tử xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, các ông sẽ an trú. Này vương tử, lại lần thứ hai nhóm năm tỳ kheo nói với ta, hiền giả Gotama, với nếp sống này, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Này vương tử, lại lần thứ hai ta nói với nhóm năm tỳ kheo, này các tỳ kheo, Như Lai không sống sung túc, vân vân, các ông sẽ an trú. Này vương tử, lại lần thứ ba, nhóm năm tỳ kheo nói với ta, hiền giả Gotama, với nếp sống này, vân vân, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Này vương tử, khi nghe nói vậy, ta nói với nhóm năm tỳ kheo, này các tỳ kheo, từ trước đến nay các ông có chấp nhận là ta chưa bao giờ nói như vậy chăng? Bạch Thế Tôn, chưa bao giờ như vậy. Này vương tử, Như Lai là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, hãy lắng tai, pháp bất tử đã chứng được, ta giảng dạy, ta thuyết pháp, sống đúng theo lời khuyến giáo, các ông không bao lâu sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt được ngay trong hiện tại mục đích vô thượng của phạm hạnh, mà các thiện nam tử xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, các ông sẽ an trú. Sáu người sống với đồ ăn mà hai tỷ kheo này khất thực đem về. Như vậy, này vương tử, chúng năm vị tỷ kheo được ta giáo giới như vậy, giáo huấn như vậy, không bao lâu chứng được với thượng trí, ngay trong hiện tại chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô thượng của phạm hạnh, mà con cháu và các lương gia xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, hướng đến 415. Hạm người có lợi căn giác ngộ. Vương tử Bô Thí lại hỏi, người như thế nào được xem là có lợi căn và hành giáo pháp của Đức Phật? Kinh văn: khi được nói về Vương tử Bô Thí bạch Thế Tôn, độ bao lâu? Bạch Thế Tôn, một vị tỳ kheo chấp nhận Như Lai là vị lãnh đạo, chứng được mục đích tối cao, vân vân, và an trú. Này vương tử, ở đây ta sẽ hỏi vương tử, tùy theo vương tử có thể kham nhận, vương tử hãy trả lời. Này vương tử nghĩ thế nào? Vương tử có thiện xảo trong nghề cởi voi và trong kỹ thuật dùng câu móc không? Thưa văn bạch Thế Tôn, con thiện thảo trong nghề cởi voi và kỹ thuật dùng câu móc. Này vương tử nghĩ thế nào? Ở đây có người đến nói, vương tử Bô Thí biết kỹ thuật cởi voi và dùng câu móc. Tôi sẽ học kỹ thuật cởi voi và dùng câu móc với vương tử. Nếu người ấy không có lòng tin, thời những gì lòng tin có thể đạt được, người ấy không thể đạt được. Nếu người ấy nhiều bệnh, thầy những gì ít bệnh có thể đạt được, người ấy không thể đạt được. Nếu người ấy gian trá, xảo trá, thầy những gì không gian trá, không xảo trá có thể đạt được, người ấy không đạt được. Nếu người ấy biến nhát, thầy những gì tinh tấn, cần mẫn có thể đạt được, người ấy không đạt được. Nếu người ấy có liệt tệ, thầy những gì trí tuệ có thể đạt được, người ấy không thể đạt được. Này vương tử nghĩ thế nào? Người ấy có thể học kỹ thuật cởi voi và dùng câu móc với vương tử không? Bạch Thế Tôn,
Người ấy giàu thành tựu chỉ một đức tánh, người ấy cũng không có thể học kỹ thuật cởi voi và dùng câu móc với con. Huống chi nếu người ấy thành tựu cả năm đức tánh. Này vương tử, vương nghĩ thế nào? Ở đây có người đến và nói: Vương tử biết kỹ thuật cởi voi và dùng câu móc. Tôi sẽ học kỹ thuật cởi voi và dùng câu móc với vương tử. Nếu vị ấy có lòng tin, thời những vị lòng tin có thể đạt được, người ấy đạt được. Nếu người ấy ít bệnh, thời những gì ít bệnh có thể đạt được, người ấy đạt được. Nếu người ấy không gian trá, không xảo trá, thì những gì không gian trá, không xảo trá có thể đạt được, người ấy đạt được. Nếu người ấy tinh tấn cần mẫn, thời những gì tinh tấn cần mẫn có thể đạt được, người ấy đạt được. Nếu người ấy có trí tuệ, thời những gì trí tuệ có thể đạt được, người ấy đạt được. Này vương tử, vương tử nghĩ thế nào? Người ấy có thể học kỹ thuật cởi voi và dùng câu móc với vương tử không? Bạch Thế Tôn, người ấy giàu cho thành tựu chỉ một đức tánh cũng có thể học kỹ thuật cởi voi và dùng câu móc với con. Huống chi nếu người ấy thành tựu cả năm đức tánh. Cũng vậy, này vương tử, có năm tinh tấn này, thế nào là năm? Ở đây, này vương tử, vị tỷ kheo có lòng tin, tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai. Ngài là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế giảng dạy. Điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Vị ấy ít bệnh, ít não, quý bộ tiêu hóa được điều hòa, không quá lạnh, không quá nóng, trung bình hợp với tinh tấn. Vị ấy không gian trá, xảo trá, tự mình xử sự như chân đối với bậc đạo sư. Đối với các vị có trí hay đối với các vị đồng phạm hành, vị ấy sống tinh cần, tinh tấn, từ bỏ bất thiện pháp, làm cho khởi lên các thiện pháp, kiên cố, kiên trì, không từ bỏ gánh nặng đối với các thiện pháp. Vị ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sự sanh diệt của các pháp, sự thể nhập bậc thánh, đưa đến sự chân chánh đoạn diệt khổ đau. Này vương tử, như vậy là năm tinh cần chi? Này vương tử, vị tỳ kheo thành tựu năm tinh cần chi này, chấp nhận Như Lai là bậc lãnh đạo, sau khi đã tự chứng tri với thượng trí ngay trong hiện tại, vô thượng cứu cánh phạm hạnh. Vì mục đích này, các thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy có thể chứng ngộ, chứng đạt và an trú trong 7 năm. Này vương tử, đừng nói chi 7 năm, một vị tỷ kheo thành tựu năm tinh cần chi này, vân vân, và an trú trong 6 năm, vân vân. 5 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm. Này vương tử, đừng nói chi 1 năm, một tỷ kheo thành tựu 1 năm tinh cần chi này, vân vân, và an trú 7 tháng. Này vương tử, đừng nói chi 7 tháng, một vị tỷ kheo thành tựu 5 tinh cần chi này, vân vân, và an trú ngay trong 6 tháng, vân vân, trong 5 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng, nửa tháng. Này vương tử, đừng nói chi nửa tháng, một tỷ kheo thành tựu năm tinh cần chi này, vân vân, và an trú trong 7 đêm. Này vương tử, đừng nói chi 7 đêm. Này tỷ kheo thành tựu năm tinh cần này 6 đêm, vân vân, 5 đêm ngày, 4 đêm ngày, 3 đêm ngày, 2 đêm ngày, 1 đêm ngày. Này vương tử, đừng nói chi một đêm ngày, một tỷ kheo thành tựu năm tinh cần chi này, chấp nhận Như Lai là bậc lãnh đạo nếu được giảng dạy. Buổi chiều thời chứng được sự thù thắng buổi sáng. Nếu được giảng dạy buổi sáng, thời sẽ chứng được sự thù thắng buổi chiều. Khi được nghe nói vậy, vương tử Đô Thí bạch Thế Tôn: Ôi thật là Phật, ôi thật là Pháp,
ơi, thật là khéo thuyết pháp thai. Nếu được giảng dạy buổi chiều, thầy chứng được sự thù thắng buổi sáng. Nếu được giảng dạy buổi sáng, thầy chứng được thù thắng buổi chiều. Khi nghe nói vậy, thanh niên Sanchika Quốc Tá thưa với vương tử Bồ Thí: như vậy tôn giả Bồ Thí này đã nói, ôi thật, ôi là Phật, ôi thật là Pháp, ôi thật khéo thuyết pháp thai. Nhưng vương tử không nói thêm, tôi quy y tôn giả Gotama này, quy y Pháp, quy y tỳ kheo tăng. Này Sanchika Bồ Tát, chớ có nói như vậy. Này Sanchika Bồ Tát, chớ có nói như vậy. Này Sanchika, dạ con sai, con xin đọc lại. Này Sanchika Bồ Tát, chớ có nói như vậy. Này Sanchika Bồ Tát, chớ có nói như vậy. Này Sanchika Bồ Tát, mặt trước, mặt đối diện với mẫu thân của ta, ta tự nghe như sau. Một thời này, một thời này, Sanchika Bồ Tát, Thế Tôn trú ở Kosambi, tại tu viện Gosita, mẫu thân ta đang mang thai, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, mẫu thân ta bạch với Thế Tôn: bạch Thế Tôn, đứa con này của con, dù là con trai hay con gái, cũng xin quy y với Thế Tôn, quy y với Pháp và quy y chúng tỳ kheo. Mong Thế Tôn nhận nó làm cư sĩ từ nay cho đến mạng chung, nó trọn đời quy ngưỡng. Lại một thời, này Sanchika Phút Tán, Thế Tôn trú giữa dân chúng Phát Giá tại Sumsuma Ragira, rừng Phekala, vườn lộc uyển, rồi người vú của ta ẩm ta bên hông đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên, đứng một bên, người vú của ta bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, vương tử Bồ Thí nay xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y chúng tỳ kheo. Mong Thế Tôn nhận vương tử này làm cư sĩ từ nay cho đến mạng chung, xin trọn đời quy ngưỡng. Và nay, này Sanchika Bồ Tát, lần thứ ba ta quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y chúng tỳ kheo. Mong Thế Tôn nhận con làm cư sĩ từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Chú thích: ba lần quy y tam bảo của vương tử, một lần do mẹ phát tâm khi mang thai, một lần do người vũ xin cho vương tử quy y lúc còn tấm bé. Và bây giờ, với sự hiểu biết của một người trưởng thành, vương tử xin quy y lần thứ ba. Sự kiện này có thể là câu trả lời cho nhiều Phật tử khi muốn quy y bằng sự hiểu biết chân thành, mặc dù trước đã quy y vì phong tục tập quán. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu phân đoạn chú thích tỳ kheo giác đẳng. Dạ, xin phép cho con nhìn coi có Thượng Tọa Tuệ Quyền vào đạo tràng không. Dạ quý vị có thấy được Thượng Tọa Tuệ Quyền? Dạ vậy là không có rồi. Dạ con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa giác đẳng từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy. Kính thưa lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, tiếp theo bài học của tuần lễ vừa qua, ngày thứ bảy, phần đầu của bài kinh này chúng ta đã nghe về vương tử Bồ Thí, con của vua Udeda. Và quan niệm của vương tử Bồ Thí căn bản là một người Phật tử, mẹ có quy y và cũng đã nói là tác bạch quy y cho
Vương Tử thường nhỏ, nhưng mà Vương Tử lại có một cái quan niệm mà nó không chính xác ở trong Phật pháp. Đó là lạc thọ phải đến từ khổ thọ. Chẳng như không chính xác mà quan niệm này nó lại là một quan niệm ảnh hưởng bởi nền tín ngưỡng của Bà La Môn giáo về cái giá trị tuyệt đối của sự khổ hạnh. Thứ gì Đức Phật Ngài đã kể về hành trình của chính Ngài khi đề cập đến khổ hạnh. Bởi vì khổ hạnh là một cái gì đó mà nó ăn sâu vào trong tâm khảm của người Ấn Độ. Một quan điểm lớn chứ không nhỏ, như bây giờ chúng tôi đang nói chuyện với người Phật tử Việt Nam, quý Phật tử đang lắng nghe, thì đề tài này không phải là một đề tài lớn. Nhưng mà riêng đối với người Ấn Độ thì đề tài này nó giống như là một cái chuyện mà chúng ta tạm gọi là không còn có thể bàn cãi gì nữa. Nó là chân lý bất di bất dịch. Thì thưa quý vị, cũng có một vài lần ở trong các bài kinh khác chúng ta cũng nghe Đức Phật Ngài lặp lại hành trình của Ngài. Và qua đó Ngài cho thấy là đối với khổ hạnh, Ngài không có quan niệm bằng suy tư, suy diễn, mà Ngài quan niệm bằng tự thân trải nghiệm. Và cái tự thân trải nghiệm đó, nó lại là một cái trách nhiệm lớn đối với riêng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thực ra thì nếu chúng ta đọc ở trong sớ giải đó, thì tất cả chư Phật ở trong quá khứ, các ngài đều sinh ra trong một cái gia đình mà rất là sung túc, dù gia đình Bà La Môn hay là gia đình vua chúa. Và khi các ngài rời bỏ cuộc sống cao sang để đi xuất gia, thì tất cả các ngài đều có một cái thời gian tu khổ hạnh. Nhưng mà thật ra thì chư Phật, đa số chư Phật đều tu khổ hạnh không có lâu, thường cái ngày tu 10 ngày hay là 3 tháng. Nhưng mà riêng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Gautama, Đức Thế Tôn của chúng ta đó, thì ngày trắc nghiệm tới 6 năm. Về điểm này thì để có thể hiểu được, chúng ta nên nói theo cái hiểu bình thường trong cuộc sống của chúng ta. Đó là mình làm gì mà thiếu và cái gì mà dư, cái gì mà quá ít quá nhiều thì nó rất là dễ. Nhưng mà làm cái gì ở cái mức độ vừa phải đó, thì thật ra nó không có dễ. Chúng tôi tạm lấy hai cái thí dụ. Thí dụ thứ nhất đó, là có một lần chúng tôi nghe một Phật tử đi trên xe đó, họ nói về cách luộc trứng mà gọi là trứng hồng đào. Trứng hồng đào tức là mình luộc xong cái trồng đỏ đó, nó không có quá sống. Tại vì có nhiều người ăn nó sống họ sợ nó tanh, nhưng mà có nhiều người thì họ sợ luộc quá thì trứng nó chín nó mất con, chín quá mất con. Thành ra người Việt Nam mới có cái chữ là trứng hồng đào, tức là cái trồng đỏ nó chưa có thành màu vàng, mà trồng đỏ nó cũng vừa chín tới, cái vừa chín tới gọi là trứng hồng đào. Thì cô Phật tử chia sẻ là cô đã thử nhiều lần và thấy rất là thành công. Đó là bắt nước lên cho nó sôi, để khi nước sôi vào thì cho trứng vào và canh đúng 8 phút, không hơn không kém. Và sau 8 phút lấy ra thì trứng thành là trứng hồng đào.
Dưới vì cái con số mà 8 phút đó, nếu mà mình làm tới 9 phút hay làm tới 7 phút đó, thì cái hiệu ứng nó khác. Từ 1 phút cho đến 7 phút đó, thì trứng chưa đủ chín. Nhưng mà sau phút thứ 8 trở đi qua phút thứ 9 trở về sau đó, và nếu giữ như vậy thì trứng sẽ quá chín. Thì chúng ta thấy rằng cái mức độ mà gọi là vừa phải để có trứng không đau đó, đó là cái mức độ một mức, còn cái mức khác thì nó nhiều lắm. Cũng như mình nói là cái nhiệt độ mà vừa phải thoải mái trong căn phòng mình là 72 độ C hay là 72 độ F và 22 độ C. Thì mà ở trong phòng mình mà nếu 65, 67 độ thì nó hơi lạnh. Nhưng mà 75, 80 độ F thì nó hơi nực. Thật ra cái con số 70 độ C là vừa phải với cái thân nhiệt của con người. Thì ý mà chúng tôi muốn nói tại đây đó là cái mức độ vừa phải đó, để không quá nóng, không quá lạnh, không quá dư, không quá thiếu, không quá chín, không quá sống đó, thì mức độ nó có một cái chừng mực thôi. Và cái chừng mực đó không phải dễ dàng để người ta biết. Tại vì sao vậy? Cái khuynh hướng của chúng ta đa phần là cực đoan. Đa phần là cực đoan. Cái này đó thì rất là thường xảy ra ở trong chùa. Có nhiều người quan niệm rằng ở chùa phải là thế này, ở chùa phải là thế kia. Nhưng mà cái quan niệm ở chùa phải thế này, phải cái kia, thường thường nó cực đoan. Ở cái mức độ gọi là vừa phải thì ít có ai biết cái chuyện đó. Ví dụ như là mình sống ở trong chùa mà ai sống mặc ai, ai chết mặc ai, mình vô trách nhiệm thì chuyện đó nó cũng sai. Nhưng mà sống trong chùa mình lăng xăng quá, chuyện gì mình cũng nhảy vào cũng làm á, thì nó lại có vấn đề. Chúng ta thấy có những người mà đến chùa rồi không cần hỏi ai hết, chuyện gì cũng nhảy vô làm hết á, thì thật sự có vấn đề. Nhưng mà những người mà đến chùa ơ hờ cũng là vấn đề. Cái dạy cho con người gọi là biết thế là vừa phải, nó khó ghê lắm. Đó là chúng ta nói cái chuyện rất là bình thường, thực tức ở bên ngoài. Riêng về cái đời sống cá nhân đó, gọi là làm cái gì cho nó vừa phải, nó vừa chừng, thì nó lại không đơn giản. Mà đối với đời sống tu tập thì nó không đơn giản. Đức Phật Ngài có một cái suy tư trước khi Ngài thành đạo, mà chúng ta đọc qua cái phần 1 kỳ rồi đó, chúng ta nhớ rằng Ngài dùng ví dụ về hai cái khúc gỗ để kéo ra lửa. Rồi bây giờ thứ vì chúng ta không có xài cái này bởi vì chúng ta thường có hộp quẹt. Nhưng mà thời xưa đó, người ta hay dùng gỗ, họ cạ vào nhau làm ma sát để nó tạo thành lửa. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ thương phụ có dạy cái cách là dùng cái cần để làm cái mũi khoan, mình khoan bằng tay thôi, và khoan trên cái gỗ do cái xì cỏ sát, mình để trên đó một ít châm vào thì nó cũng cháy. Nhưng mà khi hai miếng gỗ cỏ sát với nhau đó, mà miếng gỗ nó bị ướt thì nó không có tạo ra lửa được, tại vì nó điều đó là kỵ. Và nếu hai cái cọ với nhau mà cái gỗ nó mục, gỗ nó quá mềm mà nó không đủ độ cứng thì nó cũng không có tạo ra lửa. Thì cái ví dụ mà Ngài ở đây đó, khi mà Ngài xét thấy đó, là nếu mình lợi dưỡng đó, thì giống như là nó phủ đầy bởi khúc gỗ bị dính nước thì nó không tạo ra lửa được. Mà nếu khúc gỗ nó mục, tức là do khổ hạnh khiến cho thân thể gầy còm bạc nhược, mất đi cái thể lực thì cũng không đủ khả năng đi tới. Bởi vì sao vậy? Tại vì cái trọng tâm không phải là ở thân thể, mà ở một cái thân là vừa đủ để cho cái tâm có thể tu học tập đi xa hơn. Và do vậy Ngài dạy về con đường giải thoát đó, chính bản thân của Ngài là sau một thời gian khổ hạnh, Ngài nhận ra rằng sức cùng lực kiệt,
đi đến chỗ không còn cái thể lực tốt để có thể tiếp tục tu tập nữa. Do đó Ngài quyết định trở về với con đường trung đạo để bắt đầu thọ thực lại. Và khi Ngài thọ thực lại, đồng thời Ngài cũng áp dụng một phương pháp mà hồi còn nhỏ Ngài đã trải qua đó. Là năm lên 7 tuổi có một ngày ra đồng, trong lúc mà có một cái lễ hạ điền rất là vui vẻ, náo nhiệt, thì những người thị nữ đó họ mãi mê đi chơi và Ngài ngồi một mình ở dưới gốc cây trong. Và lúc đó thì Ngài nhắm mắt lại, Ngài theo dõi hơi thở và Ngài chứng sơ thiền. Thì như vậy Ngài thấy rằng cái khả năng khuôn tập tâm định đó, nó lại dựa trên cái sự tu tập mà cái thân không là vấn đề. Quá lợi dược hay là quá khổ hạnh là ở mức độ vừa phải. Và từ đó trước Ngài trở lại với cái con đường trung đạo bằng cách là chú trọng về tâm định hơn là chú trọng về chuyện lợi dưỡng và khổ hạnh của thân. Và Ngài đặt cái trọng tâm ở một chỗ khác. Nhưng mà riêng đối với thân Ngài thì Ngài đối xử với nó một cách vừa phải. Ngài vẫn đi khất thực, vẫn đi thọ thực mỗi ngày để lấy lại sức khỏe. Nhưng mà không phải vì vậy mà Ngài sống lợi dưỡng. Lợi dưỡng là đi tìm món ngon vật lạ cung phụng cho thân, nhưng Ngài sống cách vừa phải. Và rồi từ cái chỗ mà tu tập thiền định như vậy, Ngài đạt được tâm định cao, Ngài đi đến một cái cảnh giới là Ngài chứng được các tầng thiền, đồng thời cũng đặt đến cái chỗ là chứng tâm minh, là Ngài nhớ về những đời sống quá khứ với những nét đại cương chi tiết. Rồi từ đó Ngài chứng được thiên nhãn minh, là Ngài thấy được những cái mấu chốt liên hệ của kiếp quá khứ, do nhân nào, do duyên nào tạo ra cái quả này, quả này do nhân nào, Ngài thấy được. Và sau cùng dựa trên cái hình ảnh rất là rõ nét, rất là chân xác về cuộc sống, về kiếp trầm luân, Ngài đã thấy rõ đâu là sự khổ, đâu là nhân sinh khổ, đâu là sự diệt khổ, và đâu là con đường để sự diệt khổ. Ngài chính đặt lậu tận minh. Thì thưa quý vị, cái trường hợp mà Ngài chứng tâm minh, tự mình giác ngộ, dựa trên kinh nghiệm bản thân, dựa trên con đường trung đạo mà Ngài tìm ra, bây giờ Ngài kể lại thì tất cả chúng ta đã quen thuộc. Nhưng mà đối với một vị đang tu tập thì chuyện đó không có dễ dàng. Nhưng quý vị thấy rằng hiện nay chúng ta hiểu về COVID-19 là do một sự tích tập của rất là nhiều, do sự tập hợp của rất nhiều nghiên cứu khoa học trải qua quá trình. Những cái tháng ngày đầu mà khi COVID-19 lan tràn thì hầu như chúng ta rất là mù mờ, chúng ta không biết rõ thực hư như thế nào, nó trở nên rất là khó khăn để chúng ta có thể đoán này đoán kia. Bây giờ thì tương đối chúng ta đã có nhiều dữ kiện, thậm chí có đứng dữ kiện để tạo nên cái thuốc chủng ngừa. Thì thưa quý vị, khi mà Đức Phật Ngài giác ngộ đó, thành tựu đạo quả đó, thì Ngài lại tự mình nêu ra một câu hỏi mà trước kia Ngài chưa từng hỏi chính Ngài, là liệu rằng Ngài có nên chia sẻ với chúng sanh về hành trình giác ngộ của Ngài hay không? Bởi vì Ngài thấy đó không có dễ dàng, và hoàn toàn không dễ dàng. Chúng sanh trong đời này thì vốn dĩ là sống bằng định kiến, mà định kiến nông cạn, sống bằng sự cực đoan, làm cái gì cũng quá độ. Rất ít người hiểu biết cái sự chừng mực, ít người hiểu biết sự chừng mực vừa phải lắm thưa quý vị. Làm cái gì cũng là quá lố. Quý vị để ý chứ, là cái khuynh hướng của phần đông con người để thích ai thì quá thích đi, mà ghét ai thì quá ghét đi. Mà làm cái gì mà mình
thích rồi, cái vui đầu đó mình làm, mà cái gì mình không thích rồi đó thì mình không không đụng tới được. Thì cái trung đạo đó phải vượt ngoài những cực đoan đó. Mà chúng sanh ở trên đời này lạ lắm, tất cả chúng ta đều có cái khuynh hướng là sống không có cân bằng, sống nghiêng về một cái gì đó, sống quá nghiêng về một cái gì đó. Đó là cái đặc tính của chúng sanh trong đời này. Và khi mà Ngài cảm nhận một điều rằng con đường trung đạo đó không phải là một con đường đơn giản để thuyết pháp độ sinh đó, thì thưa quý vị, ngay lúc đó Phạm Thiên Sam Bát Tý đã hiểu được và hiện ra trước Đức Phật, bạch với Đức Phật rằng, Phạm Thiên nói hai điểm. Một á, là ngày xưa khi Ngài tu tập thì Ngài đã từng có cái lời nguyện là để giác ngộ tự thân và đồng thời cứu độ chúng sinh. Thật ra cái con đường hoằng hóa độ sinh là một cái hạnh nguyện nhiều đời nhiều kiếp của Ngài. Và điểm thứ hai, bạch Đức Thế Tôn, là chúng sanh trong đời này mặc dù đa phần là bị bụi vô minh che phủ, nhưng mà sẽ có một số sẽ hiểu được chánh pháp. Đó là lời bạch của Phạm Thiên Sát Phát Tý. Và ngay lúc đó thì Đức Phật Ngài quán sát căn tính chúng sanh, thì Ngài nhận ra được một điều rằng quả thật là trong đời có những chúng sanh có thể hiểu được những cái việc rất là tế nhị, chứ không phải là không hiểu được. Và Ngài tuyên bố rằng Ngài sẽ tuyên thuyết chánh pháp, cửa bất tử rộng mở cho những ai có tai muốn nghe. Thứ vị, Đức Thế Tôn không dừng cái câu chuyện ở tại đây, mà Ngài lại kể lại một cái quá trình sau đó, khi mà Ngài nghĩ đến những ai sẽ giác ngộ và trên đường đi chuyển pháp luân, Ngài đã gặp điều gì. Ngài đã nghĩ đến hai vị thầy cũ mà có cái trình độ tu chứng cũng cao, đó là Alarakalama và Uttaka Ramaputta. Một vị thì chứng vô sở hữu, một vị chứng phi tưởng phi phi tưởng. Mà Ngài thấy rằng hai vị này với cái sự chứng đắc như vậy đó, thì và chỉ điểm của Ngài thì hai vị này có thể đi xa hơn. Nhưng mà được biết rằng hai vị đó đã viên tịch, vừa viên tịch không lâu. Thì lại Ngài lại nghĩ đến năm vị đạo sĩ mà chúng ta thường nghe năm đạo sĩ kêu thực như, tức là những vị mà một nhóm mà cầm đầu bởi Ngài Côn Đanh Nhá, một vị bà là một trẻ tuổi đã từng đến khôi tướng của Thái tử Siddhartha và khẳng định rằng Ngài sẽ thành đạo đó. Thì Đức Phật Ngài quan sát, Ngài thấy rằng năm vị đó đang ở trong cái vườn Nai mà chúng ta gọi là Lộc Quyển, gần thành Varanasi. Đức Phật thì Ngài khác với chư Phật trong quá khứ. Đa số chư Phật trong quá khứ khi đi chuyển pháp luân thì Ngài đi bằng thần thông. Nhưng mà Đức Thế Tôn khi Ngài dùng thần thông, Ngài quan sát thấy năm vị đang ở vườn Lộc Quyển, thì Ngài quyết định làm một cuộc hành trình bằng cách đi bộ. Và cuộc hành trình đó kéo dài 2 tháng. Từ tháng Vê Sắc, tức là tương đương với tháng 4 âm lịch của chúng ta, cho đến tháng 6. Thật ra thì chúng ta phải nói là trừ hết 7 tuần lễ Ngài ở dưới cội Bồ Đề, thì còn lại cũng 2 tháng mà chúng ta trừ 7 tuần lễ, Ngài đi bộ 1 tuần lễ như vậy. Dạ. 2 tháng sau khi Ngài thành đạo thì có 49 ngày có 7 tuần lễ Ngài ở dưới cội chung quanh cây Bồ Đề. Và thì Ngài đi từ Bồ Đề Đạo Tràng nơi Đức Thế Tôn thành đạo đến vườn Lộc Quyển là Ngài đi hơn 1 tuần lễ. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta đi xe khoảng chừng 4 tiếng đồng hồ. Nếu đường xa không bị kẹt thì có 4 tiếng đồng hồ xe. Thì trên đường đi, Ngài gặp một người tu sĩ ngoại đạo,
một vị tu sĩ của bài môn giáo mà ở trong kinh Tà Mạng Ngoại Đạo tên là Upaka. Nói cái Tà Mạng Ngoại Đạo đó thì chúng ta nên hiểu rằng thời xưa với Ấn Độ đó, có những người mà họ sống đời sống gọi là du sĩ rày đi bay đó, họ không có một cái tính lý nhất định mà họ tu theo kiểu nào họ muốn thôi, và họ thích kiểu, tu kiểu nào kiểu gì. Và có nhiều khi họ tu giống như mình nói là tu giống như đạo sĩ bên đạo giáo vậy đó, tu theo chỉ nhàn đi đó đi đây rồi triết lý rồi bằng luận rồi có nhiều kiểu sống khác nhau rồi thợ học về chú thuật vân vân. Thì Upaka là một vị du sĩ ngoại đạo như vậy, mà cái này gọi là Tà Mạng Ngoại Đạo. Thường thường trong kinh mà dùng chữ Tà Mạng Ngoại Đạo là có những người mà họ sống mà do cái việc cúng kiến mà nó tạo nên những cái nguồn lực để họ sống. Đang đến chúng ta tạm gọi như ngày hôm nay có những thầy cúng chuyên môn cúng đấy mà sống, sống nhờ cúng kiến trong kinh Tà Mạng Ngoại Đạo. Thì thưa quý vị, Upaka từ xa nhìn thấy Đức Phật với cái phong thái phi phạm. Lúc năm đó ngày 35 tuổi và ngày vừa thành đạo, lục căn ngày rất là trong sáng. Upaka đã đến hỏi ngài: ngài có phải là một phương sĩ, có phải là một vị Càn Thác Bà, có phải là một vị trời? Chúng ta nói tạm gọi là một cái đấng nào đó thiên liêng trên trời mà hóa thân xuống học thì ngài đều nó không phải. Ngài nói là ngài là người giác ngộ và ngài đang đi đến Varanasi để giống như tiến trong bậc tử. Thì thưa quý vị, đối với Upaka đó, thì một người đáng để kính ngưỡng là người đã thuộc về thế giới của người đã thuộc về cái thế giới mà chúng ta nói rằng vô hình, giống như chư thiên phạm thiên. Một giữa loài người mà gọi là một người giác ngộ, một người giác ngộ sự thật thì đồng ý cho cái giác ngộ đi nữa, nhưng mà không có một cái giá trị gì trong lòng Upaka. Mà khi Upaka nghe nói Đức Phật là người giác ngộ và đang đi đến Varanasi để giống như chúng bất tử, thì Upaka chỉ nói rằng mong là như vậy. Và ở đây có cái chữ là lắc đầu. Lắc đầu thì không nghĩa là Upaka phủ nhận Đức Phật. Ở tại Ấn Độ biết lắc đầu có nghĩa là gật đầu. Lắc đầu là đồng ý. Chúng ta gọi là gật gù á, gật gù tức là mình nghe người ta nói ồ như vậy cũng hay cũng tốt đó. Và rồi Upaka lại đi. Thì thật ra ở trong lịch sử Phật giáo ghi rằng Upaka được Đức Thế Tôn ngài cho một cái hình ảnh về một sự giác ngộ giải thoát, nhưng mà lúc căn duyên Upaka chưa tới. Mất một thời gian sau, Upaka trở thành một vị du sĩ rồi đến ở trong một cái láng trại của một người thợ săn và nhận được cái sự hộ trì của người này. Rồi nó cũng chuyện xảy ra cũng dài dòng là Upaka lại thương người con gái người thợ săn đó và từ bỏ đời sống tu hành. Sau khi đó thì có một đứa con, nhưng mà rồi lại chán nản cái đời sống vợ chồng. Nên Upaka đã một lần nữa trở lại với đời sống tu tập bằng cách tìm về với Đức Phật ở thành Vương Xá và trở thành một vị tu sĩ, trở thành vị A-la-hán. Nhưng mà đó là chuyện dài chúng ta không nói ở đây. Rồi Đức Thế Tôn lại tiếp tục đi đến Saranath. Saranath tức là một cái trấn nằm ở ngoại thành của Varanasi. Varanasi là Ba La Đại, là một thành phố lớn. Và vị nào mà về chỗ nơi thánh địa Đức Phật chịu pháp luân thì biết rằng cách Varanasi khoảng chừng 17 cây số. Thì ở tại Saranath có một cái vườn là vườn Nai. Nơi đó là nơi năm vị Kiều Trần Như đang ở và Đức Phật ngài đã đi đến gặp vị năm vị này. Câu chuyện mà chúng ta được nghe thì rất là giống như là trong kinh Thánh Cầu hay là trong sách Chắc Cả Đại Kinh, là khi mà năm vị này nhìn thấy Đức Phật từ xa đó, thì năm vị này vốn đã từng theo Đức Bồ Tát suốt 6 năm dài
khổ hạnh. Và những vị này tin rằng, và tin một cách tuyệt đối rằng, với 6 năm khổ hạnh, Đức Bồ Tát sẽ có những thành tựu. Những thành tựu mà mình có thể chia sẻ được. Nhưng mà rồi cuối cùng khi trở về với con đường trung đạo, thì 5 vị này chán nản bỏ đi. Nói rằng Sa Môn Gautama đã từ bỏ, đã thối thất. Và khi gặp Đức Phật trở lại đó, thì thấy Đức Phật từ xa đi đến, 5 vị này nhận ra Đức Phật. Nhưng mà 5 vị này nói với nhau rằng Sa Môn Gautama không còn tu tập tinh tấn nữa. Và do vậy thì Sa Môn Gautama có đến, mình không có xua đuổi, nhưng mình cũng không có cung đón, không có đảnh lễ như ngày xưa. Thì thưa quý vị, khi Đức Phật đến thì do cái chúng ta gọi là một cái đạo cốt hay là một cái phong cách phi phàm của Ngài, do cái năng lực của vị chánh đẳng nhánh giác mà tự nhiên toát ra đó, thì 5 vị này không ai bảo ai, người thì dọn chỗ ngồi, người thì lấy nước, người thì nhắc cái chọn chỗ ngồi để ngồi chung quanh Đức Phật. Nhưng mà 5 vị này vẫn gọi Đức Phật bằng Avuso. Avuso gọi là hiền giả, tức là một cái cách xưng hô ngang hàng, ngang bằng với nhau. Ngang hàng. Thì Đức Phật Ngài nói các vị không nên gọi Ngài là Avuso. Gọi là Avuso. Đức Phật càng phải là pháp hữu của những vị này. Thì Ngài nói 3 lần như vậy. Và tới lần thứ 3 thì Ngài hỏi các vị rằng, các vị có bao giờ nghe Như Lai nói về những điều này như vậy chưa, trước đây? Thì 5 vị đã chặt nhận ra rằng, trong thời gian mà vị biết về Đức Phật và đi theo Đức Phật tu hành, biết rằng Đức Phật không phải là người ham mê danh lợi, Đức Phật không phải là người tham sân, mà lời nói của Ngài là lời nói rất là chắc nịch. Và 5 vị này cũng đồng ý với nhau rằng Đức Phật Ngài không nói dối để mà Ngài cầu danh, để mà cầu một cái gì. Do đó 5 vị đã ngồi im lặng nghe Đức Phật Ngài giảng. Thì thưa quý vị, cái chỗ mà Đức Phật Ngài gặp 5 vị đó, cái chỗ đó về sau này vua A Dụng cất một cái tháp lớn tên là tháp Chu Lắc Canh Tháp Stupa. Ngày hôm nay chúng ta đến nó vẫn còn cái nền tháp đó, gặp gỡ đầu tiên. Và khi 5 vị đã khoan hỷ rồi thì Đức Phật gọi 5 vị đến một cái nơi cách đó khoảng chừng 100 thước ở dưới một cái gốc cây. Và Đức Phật Ngài dạy cho 5 vị ngồi xuống. Và Ngài đã giảng pháp cho 5 vị thì nghe. Bài kinh đầu tiên có tên là Dhammacakkappavattana Sutta. Ở trong bài kinh này thì Ngài dạy về 2 cái cực đoan mà một vị tu tập phải tránh đó. Đó là lợi dưỡng và khổ hạnh. Rồi Ngài dạy về con đường trung đạo, tức là sự thực hành chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và Ngài đề cập đến đau khổ ở trong một cái nhìn rộng hơn, là cái nhìn của những người bình thường. Những gì mà Đức Phật Ngài gọi là sự thật về đau khổ đó, nó là một sự thật phổ quát, một sự thật hoàn vũ. Tất cả mọi người, dù là nam hay nữ, giàu hay nghèo, vua chúa hay lực dân giả, dù là loài người, chư thiên phạm thiên giống nhau, đó là những cái khổ của sanh già bệnh chết, của sầu bi khổ ưu não, của thương phải xa, ghét phải gần, của cầu muốn không được, của chấp thủ nông quận. Và Ngài giải rằng cái nguyên nhân của sự đau khổ không phải mình khổ là vì thiên tai, không phải mình khổ vì vợ, vì chồng, không phải mình khổ vì vua chúa, không phải mình khổ vì mình thiếu tiền, mình khổ vì mình nghèo, không phải như vậy. Mà cái nguyên nhân sâu xa của khổ chính là tanha, sự khát ái, là cái sự khao khát muôn thuở, mà sự khao khát nó không thể thỏa mãn được. Và cái con đường diệt khổ đó làm sao để cái sự khao khát đó được chấm dứt. Và khi khao khát hoàn toàn chấm dứt, không còn muốn là mình phải là thế này, đừng là thế kia, mong muốn mình thế kia phải là thế nọ, đừng có mong muốn như vậy, thì vì đó sẽ chứng đạt được Niết Bàn. Và để đạt được cái khả năng trừ diệt
đoạn tận sự khao khát đó, sự muốn cầu chỗ này chỗ kia đó, sự muốn phải là thế này đừng là thế kia đó, thì phải tu tập bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thưa quý vị, và đó là nội dung một cái đại lực về kinh Chuyển Pháp Luân mà Đức Phật ngài dạy cho năm vị kiều thực nhất. Và từ đó năm vị này không xem cái sự khổ hạnh là cái cứu cánh dẫn đến cứu cánh tối thượng, hay nói cách khác không xem sự ép sát hành hạ thể xác là con đường để giác ngộ, mà là sự tu tập bát chánh đạo mới là cái trọng tâm dẫn đến giác ngộ. Và rồi với pháp thoại này, Đức Phật ngài đã xóa tan đi cái nhìn sai lạc của phương tiện vô lý về thế nào là sự tu tập và thế nào là cứu cánh an lạc. Và cứu cánh an lạc đó không phải là do hành sát khổ hạnh mà tạo nên, mà cái cứu cánh an lạc thực sự là do tu tập bát chánh đạo. Và khi nói tu tập bát chánh đạo thì tùy vào sự tu của mỗi người, không thể nói rằng có một cái khuôn mẫu mà ai cũng đặt khuôn giống nhau hết. Thưa quý vị, Vương Tử Vô Trí nghe lời dạy của Đức Phật đã bừng tỉnh và không còn chấp phục khổ hạnh, và vị này hỏi Đức Phật rằng như vậy thì một vị tỳ kheo như thế nào là một vị mà được xem rằng có cái lợi căn, tức là có cái căn bản tốt để thực hành lời dạy của Đức Phật? Câu hỏi này thực ra một câu hỏi rất là lớn. Ví dụ như đời sống hàng ngày của chúng ta mà hỏi ra ai là người có căn tu, ai là người không căn tu, thì nó không có đơn giản. Đức Phật thưa quý vị, ngài là một đấng pháp vương, ngài là một đấng gọi là thập lực, tức là ngài có những cái năng lực như là biết được cái căn tánh của chúng sanh. Khi ngài nói chuyện với một nhà toán học thì ngài nói theo cách của nhà toán học. Khi ngài nói chuyện với một người chuyên về âm nhạc thì ngài cũng biết người ta âm nhạc. Ở trong trường hợp này, Đức Phật biết Vương Tử Bồ Tát là người có một cái đam mê. Đam mê của ngày xưa đó là cởi voi. Thì thưa quý vị, cái người mà cởi voi và cởi ngựa đó, giống như hồi bây giờ hiện đại là chúng ta lái xe hơi vậy đó. Thì lái xe cũng người lái giỏi, lái dở. Nhưng mà những người nào thích lái xe đó, thì thường thường là họ học nhiều về cái kỹ năng lái xe. Thì Vương Tử Bố Đí khi mà còn trẻ đã rất là thích cởi voi, phải là một người rất là thiên xảo về cởi voi. Thì trong cái nghề cởi voi đó, người ta không có dùng cái roi. Mặc dù là người Việt Nam hay nói là cái da dày như da trâu, nhưng thật sự con trâu mình đánh nó đau thứ gì. Còn bị đâu biết con trâu mình đánh nó đau, người ta có thể dùng roi để điều khiển con trâu được. Nhưng mà con voi đó thì cái da nó dày lắm. Không biết là có vị nào đã từng thấy da voi chưa? Vì sau này có đôi khi cái da voi người ta thuộc ra người ta làm, người ta làm dài cũng có, nhưng mà da con voi rất là dày. Tại khi người ta điều chỉnh voi đó, người ta không có dùng cái roi. Mà vị nào biết về những người này mà điều khiển voi đó, họ dùng một cái cây nó có cái móc nhọn, và móc nhọn bằng thép, bằng sắt. Và cái móc nhọn này móc vào cái chỗ da non của con voi. Và như vậy nó mới hiểu được kỹ. Cái da non đó thì khi bóc vào thì nó không có đau, ấy nó không có chảy máu, nhưng mà nó cảm giác được. Còn cái da mông của nó thì chứ bị
da lưng của nó thì cái roi đánh vô thì không, nó còn không hề hấn gì hết. Thì thường là họ dùng cái móc đó, họ móc vào chỗ da non như vậy, ở giữa cái nách của hai cái chân của nó hay là ở lỗ tai của nó chẳng hạn. Thì chúng tôi thì chỉ có quan sát đại khái, chúng tôi cũng không có rành về việc này, nhưng mà hồi trước đi qua Thái Lan thấy mấy người điều khiển con voi họ dùng đi ở đầu cây nó có cái móc bằng sắt. Thì Vương Tử Bố Thí là người rất là giỏi, rất là thiện xảo về cái kỹ năng cởi voi và dùng cái móc câu để điều khiển con voi. Nên Đức Phật lại hỏi thì vị này nói dạ con là người giỏi về cái việc mà điều khiển con voi đó. Rồi Đức Phật lại hỏi, tại vì ngày dựa trên cái sở trường của Bồ Đí mà ngài hỏi rằng nếu có người muốn đến học cái đó ra thì cái người nào là người mà Bồ Đí nghĩ rằng, Vương Tử Bồ Đí nghĩ rằng là người có học nhanh, thì có phải là những người mà có cái niềm tin ở cái sự hướng dẫn, có phải là cái người có thể lực tốt, có người có thể cái thành thật, người có trí tuệ vân vân, thì Vương Tử đều trả lời dạ thưa dạ đúng như vậy. Dạ. Mà chỉ cần một trong những đức tính đó thì cũng đủ. Thì Đức Phật dạy rằng một cái người mà tu tập ở trong giáo pháp mà Đức Phật dạy đó, mà gọi là có lợi căn á, thì người đó có đủ năm cái gọi là cái chi phần của sự tinh tấn, năm cái yếu tố của sự tinh tấn. Là thứ nhất là vì đó có cái niềm tin, tin rất mạnh, tin rất là vững chắc. Ví dụ như chúng ta học Phật pháp tại đây, mà vị nào có cái đức tin ở Tam Bảo mạnh á, thì vị đó nghe pháp nó thấm thía hơn là vị không có đức tin. Gọi là nghe thì có nghe thôi, có nhiều vị nghe Phật pháp thì mình buồn quá thì mình vào mỗi người nghe mình cũng nghe, hay là nghe cho nó vui, có nhiều người nghe vui. Chúng tôi nhớ rằng chúng tôi gặp một sư cô, là sư cô này cũng ít có học Phật pháp lắm, nhưng mà rất là thích nghe những câu chuyện vui. Và khi mà nghe pháp thì chỉ nhớ là những câu chuyện hài, chuyện tiếu thôi, nhưng mà chúng tôi thấy là vị đó ít bao giờ nhắc đến một cái pháp gì mà vị này được nghe và được lợi lạc từ pháp đó. Chỉ là những câu chuyện vui. Dạ. Thì cái người nghe là có, người học phải có đức tin, tin ở Phật, tin Pháp, tin Tăng là điều thứ nhất. Điều thứ hai là sức khỏe tương đối không có vấn đề. Một người tu tập mà sức khỏe có vấn đề khó tu thì, và cái sức khỏe tốt đó, ở đây được Đức Phật ngài nói một câu rất là ngắn là ít bệnh ít đạo, tức là ít có đau yếu, ít có bệnh hoạn, tiêu hóa được điều hòa, tức là vấn đề ăn uống nó không trở thành vấn đề khó khăn, không lạnh, không nắng, không nóng, hợp với trung bình, hợp với tinh tấn, tức là sức khỏe thì tương đối là tốt. Và những cái người có đức tin rồi mà lại có sức khỏe tương đối tốt thì người đó có một cái có nhiều cái lợi điểm cho sự tu tập. Và cái điều thứ ba đó là vị đó là vị thành thật. Và vị thành thật, chúng ta nói là một người mà không có gian trá, không có gian xảo, không có lắc léo, mà có người càng chân thành thì người càng dễ học đạo. Mà có những người ví dụ như là họ làm bị sai mà mình nói với họ, mình nói họ, mình chỉ cho họ cái sai đó, họ dùng hết lý do này đến lý do khác, ở tại thế này, tại thế kia, tại thế nọ, thì mấy người đó khó dạy rồi. Mấy người đó khó dạy tại vì sao vậy? Mình tu tập tức là mình đón nhận sự hướng dẫn, và đón nhận sự hướng dẫn mình đón nhận một cách chân thành, chứ không phải mình tu tập là để biện hộ khi ông thầy chỉ rồi mình tìm lý do này để biện hộ, tìm lý do kia để nói tại sao mình không làm không. Cái sự chân thành, không có gian trá, không xảo trá, nó lại là một cái lợi căn, một cái lợi căn rất là quan trọng của người tu. Và vị này có nghị lực, có sự tinh tấn. Có những người thứ gì trong đời sống của họ đó, họ thấy cái gì nó cũng khó khăn hết. Ví dụ học sinh ngữ thì thấy cũng sợ, mà
làm cái việc tay chân cũng sợ, làm đầu óc cũng sợ, làm gì cũng ngại hết. Đời sống thiếu nghị lực, thiếu sự tinh cần. Một con người có tinh cần tức là có cái lực, có cái sức và dám dấn thân, dám làm được thì mình làm được. Mình có thể làm công quả, mình có thể tham dự các khóa thiền thế này kia, chứ phải nhất thiết là mình phải sống một cái kiểu mà như vậy hoài, mà không thể tiến được thành được cái người mà có cái nghị lực, có tinh cần. Lại là một cái một yếu tố. Và sau cùng đó, là Đức Phật nói là vì có trí tuệ. Có trí tuệ là trí tuệ để học, để hiểu, để thể nhập các pháp của Bậc Thánh. Thì như vậy Đức Phật Ngài gọi là năm điều kiện, gọi là năm tinh cần chi. Và năm kỳ chi là có niềm tin, là vị này có được cái sự khang kiện về thể lực, vị này có được cái sự chân thành, thành thật trong sự tu học, vị này có nghị lực và vị này có trí tuệ. Có niềm tin, có sức khỏe, có sự chân thành, có sự có trí tuệ, có trí tuệ, có tinh tấn và có trí tuệ. Thì năm cái yếu tố này là năm cái chi phần của sự tinh cần. Và người có hội đủ năm cái chi phần này thì thưa vị, người đó có nhiều cái lợi lắm, và có nhiều lợi lớn bên trong giáo pháp. Tức là chúng ta gọi là người có cái cơ địa tốt, hay có cái căn bản tốt, có cái cơ sở nền tảng rất tốt. Thì Vương Tử Bồ Đi nói như vậy thì Đức Phật Ngài nói rằng một cái người mà có đủ những cái chi phần đó, thậm chí có một chi phần đó thôi rồi, thì người đó có thể thành tựu được những cái quả vị trong giáo pháp của Đức Phật. Có thể là lâu như 7 năm, có thể là ngắn hơn 7 tháng, rồi 7 tuần, 7 ngày, vân vân, nhưng vị đó có thể thành tựu. Hoặc chống, hoặc chèo, sớm hoặc muộn, vị đó có thể thành tựu được. Nghe như vậy thì Vương Tử Bồ Đề nói rằng thật là đúng là Phật, Pháp là Pháp, Tăng là Tăng. Vì nói lên một cái sự tán thán, một sự tán thán cảm kích sâu xa với lời Đức Phật dạy. Và thanh niên Sanchika Putta đang ngồi kế bên vì nói rằng tại sao mà Vương Tử tán thán Đức Phật mà không quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Thì giống như một người Phật tử đi chùa thấy một người có lòng lắm, sao quy y đi. Thì Vương Tử Bồ Đề mới nói với thanh niên Sanchika Putta là thật ra thì tôi quy y rồi, hồi còn nhỏ trong bụng mẹ đó, thì mẹ tức là hoàng phi của Bồ Đề Đá đó, mẹ của Vương Tử đã từng làm bụi trai tăng cúng dường Đức Phật ở tại một ngôi chùa mà ngày nay chúng ta đến vẫn còn ở khu sông Ý Tường, gọi là Kusitarama. Thì lúc đó bà đang mang thai đó, thì bà đã bạch với Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn, đứa nhỏ thì trong thai bào của con, thai nhi này dù là trai hay gái, nhưng mà khi nó sinh ra thì nó quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Cái phong tục này vẫn còn ở các quốc gia Phật giáo. Đôi khi người ta nói tới tiếng kỳ cái sự giáo dục của là thai giáo. Thai giáo một là một bà mẹ, và nhất là những bà mẹ mà ở trong cái điều kiện sống tương đối là thoải mái về vật chất, không có lo toan ra, thì chăm sóc tốt cho con mình. Thì người ta nói rằng bà mẹ mà khi mà đang mang thai của con thì nếu có cái ưa thích về âm nhạc, ưa thích về thiên nhiên, hoặc là ưa thích về triết lý, trong trường hợp này ưa thích về Phật Pháp, có niềm tin Phật Pháp đó, thì người ta nói rằng một cái tâm suy nghĩ, trạng thái tâm suy nghĩ của bà mẹ đó, nó có ảnh hưởng sâu xa đến đứa con sau này. Và do vậy có rất là nhiều có rất là nhiều trường hợp có rất là nhiều trường hợp mà ngày hôm nay người ta nói rằng thai giáo, tức là dạy con lúc mà còn ở trong bào thai, thì mẹ của Vương Tử Bồ Đề đã từng nói lên một cái niềm hy vọng là đứa con mình lớn lên cũng sẽ quy Phật, quy Pháp, Tăng như một cách quy y từ trong bụng mẹ.
Chúng tôi có dự một vài cái lễ, và cái lễ ở bên Thái Lan 3 lần và bên Miến Điện 1 lần. Đó là những người phụ nữ mà họ có thai đó, họ đến chùa làm lễ, và họ đánh lễ vị trưởng lão, và họ xin với vị trưởng lão rằng nhận biết, xin ngài trưởng lão và chư tăng nhận biết rằng đứa con đang mang trong bụng là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Thì chư tăng cũng tụng kinh chúc lành, chúc phúc cho người mẹ. Và thưa quý vị, rồi lần thứ hai, khi mà Vương Tử Bồ Đí còn tấm bé, nó còn nhỏ, nhỏ đến độ mà được bồng trên tay của người vú nuôi. Người vú nuôi ở trong trong hoàng cung đó, thì thưa quý vị, những vị hoàng phi, hoàng hậu sinh con ra đó, thì vì là hoàng phi, hoàng hậu thành không có bồng ẩm con như là bình thường. Mà thay vào trong đó thì họ có một người gọi là người nhũ mẫu. Nhũ mẫu sẽ là người chăm sóc rất gần với các vị hoàng tử và công chúa. Mà thường thường là mỗi một công chúa, mỗi hoàng tử có một người nhũ mẫu, tức là người vú nuôi. Nhưng mà người này thậm chí là cho các vị hoàng tử và công chúa bú khi còn nhỏ đấy. Thành ra cái người nhũ mẫu đôi khi là gần hơn là mẹ ruột của mình đó. Thì lúc mà Vương Tử Bồ Đí còn ẩm trên tay, thì nhũ mẫu gặp Đức Thế Tôn ở trong một cái khu rừng tên là Phê-sa-ca-la Wana. Và trong cái khu rừng đó thì người nhũ mẫu đã bồng đứa nhỏ lên đến trước mặt Thế Tôn. Rồi bạch Đức Thế Tôn: Vương Tử Bồ Đí, nay quy Phật, nay quy Pháp, quy Tăng. Và khi kể hai câu chuyện mình đã quy 2 lần đó, thì Vương Tử Bồ Đí nói ngày hôm nay là ngày lần thứ 3, không phải lần thứ nhất, lần thứ 3 xin được quy y Tam Bảo. Và Vương Tử đã chắp tay lên đó rằng: con quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, xin Đức Thế Tôn nhận cho con là cư sĩ từ nay cho đến trọn đời. Thứ gì đó là nội dung của bài kinh, và câu chuyện này nhắc cho chúng ta 4 cái điểm mà chúng ta cần nhớ là hành trình tu tập có một cái cứu cánh. Cái cứu cánh đó là ly khổ đắc lạc, đạt đến cái hạnh phúc vượt ngoài đau khổ. Đó là một ý nghĩa đích thực. Thì thật ra không phải chỉ trong đạo Phật mà các tôn giáo khác thì cũng có gợi lên một ý tưởng, đó là ở trong cái con đường tu tập hay là con đường tín ngưỡng đó, thì cái cứu cánh là cứu cánh an lạc. Dù sự an lạc đó là cực lạc, dù an lạc đó là thiên đường hay là một vườn địa đàng, vân vân, nó cũng là đạt đến chỗ cực lạc. Nhưng mà rồi cái quan niệm của người Ấn Độ khác với nhiều tôn giáo khác, đó là để đạt đến cái an lạc thì cần phải khổ tu. Mà khổ tu ở đây đúng nghĩa là khổ tu, chứ không phải là khổ tu là cái chuyện mà cuộc sống nó đạm bạc như người Việt Nam. Người Việt Nam mình cuộc sống đạm bạc thì không có khổ, cũng có khổ nhưng không bằng người Ấn Độ. Người Ấn Độ chúng ta phải dùng cái chữ gọi là hành sát. Hành sát là những pháp khổ hạnh như là nhìn thở, nhìn ăn, sống lõa thể. Ngày hôm nay mà vị nào qua bên Ấn Độ vẫn còn, và vẫn còn pháp hành sát, thì họ cho rằng khi mình hành sát đó thì mình giảm thiểu dục vọng. Hành sát đó là con người bị giảm thiểu cái gọi là cái sự ích kỷ, vị kỷ, và mình đến gần với Thượng Đế, thể nhập vào Thượng Đế, tương thông với Thượng Đế. Và do vậy những vị gọi là yogi hay là yuja, những vị sa thú, những vị yogi của Ấn Độ đó, thì có nhiều vị là đặt nặng vấn đề là giải thoát qua cái tu luyện bản thân. Tu luyện ít thì thực hiện yoga hay là yuja, và tu luyện cao là ép sát đến khổ hạnh ở mức độ tối thượng cùng cực. Đức Phật ngài đã nói rằng ngài đã từng khổ hạnh và khổ hạnh ở mức độ cao điểm cùng cực, và ngài nhận ra rằng đó chỉ là một cực đoan dẫn đến cái sự cạn kiệt của thể lực mà không dẫn đến giác ngộ giải thoát. Rồi Đức Phật ngài đã dạy về con đường trung đạo, là sử dụng cái thân như là một phương tiện tốt để thành tựu các thiền chứng, thành tựu được tam minh. Và cũng trong bài kinh này, Vương Tử Bồ Đí đã hỏi Đức Phật rằng: ai là người có nhiều cái lợi căn, có nhiều cái căn bản tốt để thực tập Phật pháp?
để thực hành lời Phật dạy. Thì Đức Phật Ngài dạy rằng một cái người tu tập đúng nghĩa đó, thì người đó nếu họ có năm cái điều kiện như chúng ta đọc ở tại đây là có cái niềm tin kiên cố ở Tam Bảo, có cái thể lực tương đối tốt, ít bệnh hoạn, người này chẳng những mà có được cái niềm tin, có được cái thể lực tốt, mà vị này còn có một cái sự chân thành, không có dối trá ở trong sự tu tập của mình. Mình thật sự là mình thành thật với sự tu tập, và vị này có nghị lực là có sự tinh tấn, và sau cùng là có trí tuệ. Chúng ta nhớ rằng có đức tin, có sự khang kiện về thể lực, có sự chân thành, có nghị lực, có trí tuệ, là năm cái đức tính, năm cái yếu tính mà khiến cho một người tu tập có nhiều cái lợi điểm trên cái con đường tu tập giác ngộ. Và ở đoạn chót thì chúng ta được nghe rằng Phương Tử Bồ Đí mặc dù đã quy y hai lần, một là từ niềm tin của người mẹ, hai là từ cái tập, cái phong tục, nhưng mà lần thứ ba là chính thức quy y từ sự hiểu biết, cảm nhận cái hương vị của chánh pháp, giá trị lời dạy Đức Phật dạy, đã quy y lần thứ ba. Đó là vài điểm mà chúng ta tóm tắt về nội dung của bài kinh ngày hôm nay, và cũng kết thúc bài kinh số 85, kinh Bồ Đề Vương Tử, nói về một đệ tử Phật đã quy y rồi nhưng mà không hiểu lời Đức Phật dạy. Và khi hiểu lời Đức Phật dạy thì vị này đã quy y lần thứ ba. Chúng tôi xin kết thúc pháp thoại này ở tại đây. Và bây giờ thì quý vị, tiếp theo sẽ là hôm nay thì không biết vì lý do gì mà không có, chúng ta không có mặt của chư Tăng ở trong room này, chỉ có sư Nguyên Thông thôi. Sư Nguyên Thông ơi, sư Nguyên Thông có nghe được không? Mà nếu sư Nguyên Thông nghe được, xin sư Nguyên Thông nói cho vài lời trong lúc soạn câu thảo luận. Và có lẽ hôm nay thì chúng ta chỉ có một hai câu thảo luận thôi, tại vì cũng không có nhiều thời giờ. Xin thỉnh sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con hôm nay được nghe bài pháp mà sư phụ thuyết giảng thì con rất là hạnh phúc, rất là tán thán trí tuệ của sư phụ. Được nghe Vương Tử Bồ Đi đã xuất gia 3 lần, một lần trong bụng mẹ và 2 lần ở ngoài đời. Một lần thứ 3 đó là Ngài xuất gia là theo cái sự trí tuệ của Ngài để mà học tập theo lời giảng dạy của Thế Tôn. Đó là một điều mà con mới nghe hôm nay, rất là hạnh phúc để được nghe bài học hôm nay. Kính thưa sư phụ, cái cuộc sống của chúng ta là, mà nếu mà chúng ta được theo con đường quy y như là xin lỗi anh Đại nói lộn, Ngài Bồ Đi đã quy y được 3 lần, chúng ta mà được quy y hay được mà sống trong giáo pháp của Thế Tôn là một cái sự hạnh phúc của chúng ta. Là bởi vì, kính thưa sư phụ và đạo tràng, cái hạnh phúc của chúng ta là không phải là do ăn uống hay do có nhiều đô la hay là euro, nhưng mà hạnh phúc của chúng ta là có một cái tâm thảnh thang, không có vướng bận về những cái sự mà tham sân si, những cái dục lạc của trần gian này. Mà hiểu rõ được như vậy, là thấy rõ con đường như vậy là con đường trong sạch, con đường cao thượng, con đường cao quý của những người mà xuất gia hay là những người hiểu được giáo pháp của Đức Phật và đang đi trên con đường mà Đức Phật đã để ra để cho chúng ta theo đó mà thực hành. Và đó là cái điều có thể nói là hạnh phúc trên thế gian này. Hạnh phúc trên thế gian này không có gì bằng là hiểu rõ giáo pháp, thực sự hiểu rõ cái giáo pháp và hành trì giáo pháp mà Thế Tôn đã giảng dạy, và đó là con đường hạnh phúc nhất. Vì vậy cho nên những ai mà thường xuyên vào room nghe pháp thì lần lần có những cái gọi là cái mutation natural, tức là có sự mà chuyển biến tự nhiên khi mà lắng nghe chân lý nào đó thường xuyên hàng ngày, thì cái chân lý đó nó lực thần
nó lần lần nó thể nhập vào trong tâm của chúng ta, trong ý của chúng ta và trong thân của chúng ta. Bởi vì vậy cho nên chúng ta sẽ không thế nào mà rời bỏ giáo pháp. Cái điều đó minh chứng rõ ràng là hằng ngày chúng con thì thường thấy những cái gương mặt thân thương, kính mến có mặt trong đạo tràng để mà được nghe chư tăng, chư vị giảng sư giảng dạy, lời giảng dạy của Thế Tôn đã được trùng chuyên lại mà chúng ta đã được học hỏi hôm nay. Đó là một sự hạnh phúc vô cùng quý báu. Bởi vì con nghĩ rằng những người mà có mặt trong chúng này là toàn là những người có cái kiến thức và có tâm ý đã hướng về Phật Pháp và muốn rũ bỏ những cái phiền não, cái ô nhiễm của thế gian này để sống một con đường thánh thiện. Và đó là một đời sống đáng quý, đáng trân quý, đáng trân trọng. Kính thưa sư phụ, thật sự là chúng ta có một cái đạo tràng mỗi ngày 2 giờ, hàng ngày không có kể cả ngày lễ và chủ nhật thì chúng ta cũng đều học hỏi, thì đó là một cái điều rất là tốt đẹp. Và con nhận thấy là như vậy, cho nên là con xin chúc mừng chư vị Phật tử cũng như là tu sĩ có mặt trong đạo tràng thường xuyên để mà học hỏi, để mà thực hành cái giáo pháp mà Thế Tôn đã giảng dạy. Thế Tôn ngài có nói một câu mà con có nhớ hoài. Ngài nói một cách cúng dường Thế Tôn, một cách cúng dường Như Lai cao quý nhất, tức là thực hành những điều mà ngài giảng dạy. Câu nói đầy từ bi đó thì khiến cho con rất là xúc động, là vì nếu mà chúng ta thực hành những lời mà ngài giảng dạy một cách trung thực, và nếu mà chúng ta giữ được ngũ giới mà thực hành lời ngài giảng dạy, thì một thời điểm nào đó khi mà những cái parami đã chín mùi, thì con tin tưởng rằng những tầng thiền và những cái sơ nhị tam tứ quả thì chúng ta sẽ thâu đạt được, khi mà chúng ta tin tưởng Phật, tin tưởng Pháp và tin tưởng Tăng Thế Tôn. Kính thưa sư phụ, đó là một cái chân lý mà con đã lần lần thấy ra, hiểu ra và rất trân quý cái giáo pháp mà Đức Phật Thích Ca đã giảng dạy do sự trùng tuyên của chư vị giảng sư trong trung. Vì vậy cho nên hiểu được như vậy thì con thấy là tất cả những vị có mặt trong trung này không có ngày nào vắng mặt và thường xuyên vào trung lắng nghe pháp, thì đó là một điều thì con rất là tán thán, rất là trân quý và kính trọng. Khi nào sư phụ làm xong cái câu hỏi thì sư phụ post lên thì con sẽ được kính dâng mai là cho sư phụ để sư phụ giảng dạy tiếp cho chúng con được học tập. Kính thưa sư phụ, vì vậy cho nên là con xin trao mai là cho sư phụ dạ. Xin chân sư Nguyên Thông, thưa thì còn vài phút trước khi chấm dứt chương trình thì chúng tôi sẽ nói một điều rằng cho đến giờ này thì chúng ta đã đi qua cái của giáo trình Trung Bộ Kinh, và chúng ta đã trở lại một lần nữa. Giáo trình Trung Bộ Kinh có 152 bài kinh, và hiện nay thì chúng ta đã đi trở lại lần thứ hai, cái tour thứ hai, tức là cái vòng cho đến bài kinh 85 rồi. Có một điều mà rất là đáng tiếc mà chúng tôi phải xin lỗi quý Phật tử và sám hối với chư tăng, đó là chúng tôi có một cái sự sơ sót khi mà thực hiện cái giáo trình này. Mà khi có trong mấy hôm nay thì chúng tôi mới nhận ra là chúng tôi quên để giới thiệu về cái phẩm, về những cái quốc gia ở trong bộ kinh. Như chúng ta được biết đó là trong Trung Bộ Kinh có 152 bài kinh, nhưng mà đa phần
chúng ta nói là hầu hết ấy, chỉ một vài phẩm thôi, hầu hết mỗi một phẩm một quốc gia nó gồm có 10 bài, có 10 bài. Và cái phẩm mà chúng ta đang học được là phẩm ra cho quốc gia, tức là cái phẩm vua chúa, phẩm vua chúa ra cho quốc gia thì gồm có 10 bài kinh, mà trong 10 bài kinh nó liên quan đến các vị vua, hay là trong trường hợp ngày hôm nay liên quan đến một vị hoàng tử, hay là vị vương tử, vương tử hay hoàng tử. Thì thưa quý vị, khi mình học trung bộ kinh mình cũng nên biết, ví dụ như là từ bài kinh 51 đến bài kinh 60, 10 bài kinh đó có cái tên là Gahapati Quốc Gá. Gahapati Quốc Gá là phẩm gia chủ. Thì những bài kinh đó thường nói chuyện về những vị gia chủ. Gia chủ tức là những vị cư sĩ. Mà trong cái tiếng Phạn Gahapati, phẩm gia chủ, thường là những người mà có gia đình, có sự nghiệp, có nhà cửa hẳn hoi. Họ tạo nên một cái tầng lớp mà chúng tôi tạm gọi là cái giai cấp trung lưu, giai cấp trung lưu của xã hội. Ở trong xã hội Ấn Độ thì không có giai cấp gia chủ, nhưng mà Đức Phật ngài đề cập đến các hội chúng, thầy ngài có đề cập đến hội chúng gia chủ. Hội chúng gia chủ này là họ là một cái đơn vị căn bản của xã hội, tức là họ có gia đình, có vợ, có con và có tài sản, có công việc làm, họ sản xuất rất là nhiều, là hội chúng gia chủ. Và cái từ bài kinh 61 đến bài kinh 70 thì có cái phẩm gọi là Bhikkhu Quốc Gá, là cái phẩm tỷ kheo. Thì trong 10 bài kinh nó liên quan đến chư tỷ kheo, vị này vị kia, có những vị tỷ kheo như là Kaludaji, tỷ kheo Manunjaka vân vân. Rồi có cái phẩm Paripachaka, và Paripachaka chúng ta gọi là phẩm du sĩ ngoại đạo. Và ở trong đó chúng ta nghe 10 bài kinh nói các du sĩ ngoại đạo. Hôm nay thì chúng ta học phẩm ra trong một cả là phẩm vua chúa, vương tôn. Những vị vương tôn này có thể là vua hay là hoàng tử. Và cái phẩm mà chúng ta sẽ học sắp tới từ bài kinh 91 tới 100 là gọi là phẩm Brahmana Quốc Gá, là phẩm phạm chí hay phẩm Bà La Môn, nói về các vị Bà La Môn. Thông thường là trong từng phẩm như vậy, chúng ta nghe những câu chuyện mà liên quan đến một thành phần nào đó trong xã hội. Rất là thú vị. Và thường thí dụ phẩm về các du sĩ ngoại đạo đó, thì chúng ta nghe hao hao mang máng những gì mà liên quan đến cái nhìn của các vị ngoại đạo. Hay là phẩm về chư tỳ kheo, phẩm khu quốc gia thì nghe những vấn đề liên quan đến đời sống các chư vị tỳ kheo. Thưa quý vị, mặc dù đem sự thiếu sót nhưng không hẳn nó quá lớn. Không hẳn quá lớn, chỉ có điều là quý vị thỉnh thoảng nghe tại sao có một dạo mà chúng ta nói toàn bài kinh liên quan đến chi tỳ kheo, vấn đề ăn phi thời hay không ăn phi thời vân vân, hay một dạo chúng ta nghe về các vị du sĩ ngoại đạo trình bày những quan điểm ngoại giáo vân vân, thì cái đó không phải điều lạ, tại vì chư vị kết tập, chư vị Acharya kết tập các ngài lựa chọn những bài kinh đó để vào trong một phẩm một quốc gia như vậy. Thì trung bộ là trong điều chia thành nhiều phẩm, nhưng mà tới cái hai cái phẩm sau cùng và hai phẩm sau cùng thì là phẩm Quý Phân Gá Phật Quát Gá đó, thì có 11 bài kinh, và cái phẩm Sala Yatana Quát Gá là cũng có 11 bài kinh. Và do vậy tất cả 152 bài kinh mà không phải có 10 chỉ có 15 phẩm thôi. Hai phẩm cuối thì mỗi phẩm có 11 bài thay vì 10 bài. Tất cả những phẩm khác chỉ có 10 bài kinh thôi. Khi mà quý Phật tử mà học vào trung bộ đó, thì thưa vì có một điểm lời lạc là những cái bài pháp ở đây thường là không quá dài, không quá ngắn. Đa phần là pháp thoại Đức Phật giảng, như là chúng ta giảng một bài pháp, và do vậy với một cái thời lượng vừa phải và với cái bố cục chặt chẽ đó, thì những bài trung bộ kinh giống như những bài pháp, và do vậy chúng ta học được nhiều chứ không có quá ngắn. Đôi khi vì nào mà học ở trong tăng chi hoặc giả là học ở trong tương ưng bộ kinh tương bộ thì có nhiều bài pháp chỉ có một câu kệ thôi,
vài câu thôi, mà kể ra thì cũng cũng phải là một cách giảng dạy giáo trình khác, trong khi trường bộ kinh thì có đôi khi quá dài. Như trước đây chúng ta có trường bộ kinh học một thời gian thì những bài kinh như là kinh Phúng Tụng hay kinh Thập Thượng chuẩn bị mất mất cả năm trời chúng ta mới học xong, thì kể ra cũng mỗi một cái một một cái bộ, dù là trường bộ, trung bộ, tương ứng bộ, tăng chi bộ, chữ bộ, thì chúng ta phải có một cách giảng dạy khác nhau, cái giáo trình khác nhau. Và hiện nay thì chúng ta đang đi tới bài kinh số 85, thì còn khoảng khoảng 60 bài kinh nữa. Dạ, 67 bài kinh nữa thì chúng ta đã hết trung bộ kinh. 67 bài kinh thường thường một 3 tháng hay là 4 tháng đã hết. Thì trước khi hết khoảng 1 tháng đó, thì chúng tôi sẽ họp lại với Thượng Tọa Tổ Siêu, với Chư Tăng, để xem coi có còn có cái có ý kiến nào khác không. Thì hiện nay đó thì chúng tôi cũng đang nhận được nhiều cái ý kiến, và có vị thì yêu cầu dạy trả lời trường bộ, tại vì trước khi cô chưa học trường bộ, có vị thì yêu cầu dạy qua tương ứng bộ, bởi vì trong trường bộ, trung bộ, tăng chi đã dạy rồi, chỉ có tăng chi bộ, chỉ có chi bộ, còn cái tương ứng bộ thì chưa dạy, thì các vị muốn muốn quay qua tương. Và cũng có vị thì muốn dạy lại một lượng nữa trung bộ kinh, nhưng mà dạy theo hình thức ngắn. Kỳ rồi thứ vị trong cái ngày 1 tháng Giêng năm 2021, chúng tôi có trích đoạn 9 bài kinh, mỗi bài kinh 9 đoạn, trích đoạn một câu á, thì có một vài vị liên lạc với chúng tôi nói rằng có thể nào mà mình dạy lại bằng cách đó, tức là thay vì nguyên bài kinh thì mình trích đoạn thôi, một đoạn có cái tóm tắt, tóm lược. Thì chúng tôi cũng ghi nhận, và bất cứ ý kiến nào quý vị nói thì chúng tôi ghi nhận, nhưng mà rồi chúng tôi cũng phải thảo luận lại với Chư Tăng. Và thưa quý vị, cũng phải nói thêm rằng mỗi lần mà bước vào một bộ kinh mới, bước một giáo trình mới, thì thời gian đầu chúng tôi cũng chúng tôi cũng hơi mệt ở một điểm là nó có sự lấn cấn ở trong rung về cách đọc, cách giảng, rồi dần dà rồi cũng sốc, dần dà rồi cũng đâu cũng vào đó, như giáo trình trung bộ kinh chẳng hạn. Nhưng mà chúng ta phải khoan hỷ mà nói rằng đem được cái kinh tạng, đem được chánh tạng vào giảng ở trong thao thoát đây là một điều rất là đáng khoan hỷ. Bởi vì khi mà chúng tôi còn nhỏ, thưa quý vị, đa số Phật pháp được giảng dạy là qua các pháp thoại, các bài pháp của Chư Tăng ở chùa, mà những bài pháp được Chư Tăng lựa ra mà giảng, chứ không phải là giảng tuần tự như chúng ta có ngày hôm nay. Và quý vị cư sĩ ít có khi có dịp học vào trong chánh đạo, có nhiều đoạn các vị ít có dịp học. Và cũng có cái lợi thế khác, đó là cái chương trình học được thảo luận và bởi chư vị giảng sư, có nhiều bài học mà chỉ học không mà cũng có thảo luận thì cũng kể ra cũng có vấn đề. Chúng ta không có đào sâu vào những điểm cần phải đào sâu, do đó chúng tôi luôn luôn là từ cái nhìn của một người, một vị chịu trách nhiệm về biên soạn giáo trình, thì chúng tôi tin rằng cái lớp Phật pháp của Gautama của chúng ta là một trường hợp tương đối rất là đặc biệt so với tất cả chương trình Phật học khác mà chúng tôi được biết, dù là ở tại các Phật học đường hay là ở tại các ngôi chùa. Ngay cả bây giờ mà chúng tôi làm việc ở chùa Pháp Luân mà đem trung bộ giảng hàng tuần, chúng tôi cũng không làm được, tại vì quý Phật tử không quen nghe điều đó. Và phải nói một điều rằng không có trường hợp nào mà các chùa mở ra các chương trình Phật pháp mà một lúc có thể tụ tập nhiều vị giảng sư để cùng nhau thảo luận và thường xuyên. Ngày hôm nay cũng là trường hợp rất là đặc biệt, là không có Chư Tăng vào ngoài Sư Nguyên Thông, còn các vị giảng sư khác cũng có vào, nhưng mà lâu lâu thì chúng ta mới có một ngày như vậy. Do vậy chúng tôi cũng muốn lưu ý quý vị rằng thỉnh thoảng khi mà chúng ta bước qua một bài kinh mới, thường là bài kinh bắt đầu bằng con số 1, ví dụ như là 61, 71, 81, 91, 101, 111, v.v. Thì chúng ta nên để ý, nếu chúng ta quên quý vị nhắc chúng ta,
để giới thiệu về tên của cái phẩm đó. Tại vì mỗi cái phẩm đó, nó lại có liên hệ đến một cái gì chung của cả 17 kinh đó. Thì đó là vài điều chúng tôi muốn nói như là phần cuối cùng của chương trình hôm nay. Xin được Trên Chư Tăng đã vào rung để góp phần và đại lễ Chư Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy. Dạ, sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung. Chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng quy mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập. Hậu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ớp, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ. Con kính tri ân quý ngài, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Kandu Nyata Yoga, Kandu Bali Yoga, Kandu Nova.